Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Hầu môn khuê tú Của tác giả Tây Trì Mi Phần 8 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Làm sao bây giờ? tự ngươi gây ra họa tự ngươi đi thu thập cục diện rối rắm đi lão phu nhân trầm giọng ta đã vài chục tuổi già đến thế này rồi mà vẫn còn phải vất vả lo lắng việc vặt trong hầu phủ nay còn phải giúp ngươi giải quyết chuyện nhà chuyện tình của ngươi nữa sao con cháu tự có phúc của con cháu bà tuổi đã già cũng không biết còn sống thêm được mấy năm nữa đến cái tuổi này lẽ ra là lúc bà được tận hưởng thú vui ngậm kẹo đùa cháu thiên luân chi nhạc vui thú gia đình an hưởng tuổi già mới đúng vậy mà từ ngày bà phụ trách quản lý việc bếp nút hầu phủ không còn an bình như xưa lúc nào cũng náo loạn cộng thêm chuyện hôm nay lão phu nhân đối với chuyện lúc trước nhận lấy việc quản lý nhà cửa từ tay lý vân nương cảm thấy hối hận không thôi mẫu thân là con trai bất hiếu đã khiến người phải lo lắng nghe lời lão phu nhân nói sắc mặt thẩm phong lập tức đỏ lên chuyện nhà của ngươi nên làm thế nào ngươi tự làm chủ đi việc cùng cách là tuyệt đối không thể hôm nay ngươi chọc vợ ngươi tức giận, ngươi đi cầu xin hay phải quỳ gối, tự ngươi nghĩ biện pháp, bằng mọi cách phải làm cho nó hết giận, không nói đến chuyện cùng cách nữa. Lão phu nhân vuốt đầu, nhịn cơn đau nói, vân nương không có chỗ đi, ninh nha đầu lại mới lui hôn, nếu các ngươi cùng cách, tương lai hôn sự của ninh nha đầu càng khó khăn, ngươi hảo ý, thành tâm nhận sai với nó, nó sẽ vì ninh nha đầu mà suy nghĩ, tất nhiên là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không nghĩ đến chuyện hòa ly nữa. Vâng, con trai biết rồi. Thẩm Phong gật đầu. Ngươi đừng có lừa ta, ngươi phải biết phân rõ nặng nhẹ, lão phu nhân khẩu khí bất thiện nói một hơi, trầm mặt dạy dỗ con trai. Trong lòng càng thêm hận chết tiện nhân chu mi kia. Tâm tư quá ác độc, dám đem con trai bà ra làm vũ khí thay nàng ta hại người. Vừa nãy trình ma ma đập đầu tự tử, lại có ba đứa cháu gái ở đây, lão phu nhân vì lưu lại thể diện cho thẩm phong nên mới tha cho chu mi, nhưng trong lòng hận nàng ta đến chết tiện nhân kia là ngươi trước về tự ngươi nghĩ biện pháp xử lý đi chỉ có đem nàng ta xử lý tốt mới có thể khiến vợ ngươi nguôi giận con biết rồi thẩm phong khẽ vuốt cầm nay nàng đã là người của con ở kinh thành cũng không còn chỗ để về cha mẹ huynh trưởng đều bỏ lại nàng mà đi hiện tại trình ma ma lại đem chuyện không hay liên lụy đến nàng chuyện này có nên chu mi tuổi còn trẻ dung mạo như hoa vĩ quốc làm thiếp phải xử lý nàng thẩm phong có chút không đành lòng nếu đuổi. Nàng ra khỏi phủ, ở kinh thành này nàng đã không còn người nhà, biết đi đâu. Hừ, là do nó hư hỏng, cô nương nhà lành thế nào lại gây ra chuyện không minh bạch với ngươi. Nếu nó giữ quy củ, sao có thể làm ra chuyện vô liêm sĩ kia, vào phủ lại còn gây ra bao nhiêu sóng gió, lão phu nhân lập tức nói. Trên mặt thẩm phong thoáng hiện lên vẻ lúng túng, ho nhẹ, con biết rồi, mẫu thân yên tâm, con sẽ xử lý tốt, chắc chắn sẽ làm cho vân nương tiêu tan tức giận trong lòng vậy ngươi đi đi lão phu nhân khép hờ đôi mắt thần sắc mệt mỏi khoác tay áo con trai cáo lui thẩm phong ôm quyền cáo lui thẩm phong vừa rời khỏi bùi thị lập tức bước vào lo lắng trùng trùng nói với lão phu nhân mẫu thân ngài phải trấn an đại tẩu đại tẩu đáng thương nhà mẹ đẻ không còn người nếu rời hầu phủ nàng có thể đi đâu đây cho nên mẫu thân ngàn vạn lần phải khuyên nhủ nàng đại tẩu vô cùng hiếu thuận nếu mẫu thân nói chắc chắn nàng sẽ nghe, con cũng sẽ đi khuyên nhủ nàng thêm. Nếu Lý Vân Nương và Thẩm Phong cùng cách, không biết Thẩm Phong sẽ lấy người như thế nào về làm kế thất. Nếu cưới người lợi hại, chẳng phải nỗ lực nhiều năm qua của mình là uổng phí rồi sao? Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể cùng cách. Lão phu nhân mở mắt, nhẹ nhàng liếc bùi thị, vận nha đầu cùng vũ nha đầu sao rồi? Hai đứa bọn chúng uống trà an ủi rồi nói chuyện một chút, con thấy sắc mặt chúng không tệ lắm chỉ cần buổi tối chú ý một chút là được. Hôm nay chứng kiến một màn máu tanh như vậy, chỉ sợ buổi tối hai vị cô nương sẽ gặp ác mộng. Lão phu nhân ừ nhẹ một tiếng. Mẫu thân, hôm nay chuyện này nháo lớn như vậy, rốt cuộc là đại bá vẫn không có con nối giỏi. Bùi thị thở dài một hơi, cũng vì điều này mới khiến Chu Di nương có thời cơ lợi dụng. Mẫu thân, con với lão gia cũng là vì lo lắng cho đại bá cùng đại tẩu, cho nên vợ chồng con đã sớm thống nhất nếu qua vài năm đại bá không có con nối giỏi, vậy chúng con sẽ để con trai đi làm con thừa tự. Chi bằng ngài cùng đại bá, đại tổ thương lượng một chút, việc này cũng sẽ khiến đại tổ an tâm trong lòng, không nhắc đến chuyện cùng cách nữa, lão phu nhân chợt mở mắt, đôi mắt thoáng hiện lên một tia hào quang, nhìn bùi thị suy tư một chút, gật đầu, chuyện này ta sẽ xem xét, việc vặt trong phủ hôm nay để ngươi đi xử lý. Vâng, mẫu thân. Bùi thị nghe vậy quỳ gối hành lễ, con sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ sắc mặt mẫu thân không tốt ngài nên nghỉ ngơi một lát đi bởi vì trên đầu thanh ninh có thương tích lý vân nương không yên tâm để nàng về cẩm viên vì vậy liền dẫn nàng cùng trở về mộ lan viện trước hết để mai ma ma đưa thanh ninh tới sương phòng còn lý vân nương thì ở trong sân phân phó nha đầu bà tử làm việc thanh ninh dựa trên giường nghe thanh âm của mẫu thân trong sân nhìn về phía mai ma ma hỏi ma ma trong khố phòng của mẫu thân có dược liệu hoạt huyết hóa ứ không hoạt huyết hóa ứ còn gọi là thuốc hoạt huyết theo y học cổ truyền là những loại thuốc có tác dụng thông lợi huyết mạch làm tiêu tán huyết ứ trệ trong kinh mạch dược liệu hoạt huyết hóa ứ tất nhiên là có không biết đại tiểu thư ngài muốn loại nào mai ma ma treo màn lên thuận miệng hỏi sau đó lập tức dừng động tác trong tay nghiêng đầu nhìn thanh ninh trên mặt thoáng hiện lên khiếp sợ sắc mặt thanh ninh không đổi hai tay ôm lấy gối dựa chống cái cằm trắng duyên dáng lên gối, suy tư nửa khắc, hỏi, trong dược liệu có tịch cỏ không? Mai ma ma suy nghĩ một chút mới chắc chắn gật đầu, có từ, ngươi đi lấy một ít lại đây, thanh ninh phân phó. Đại tiểu thư Mai ma ma ngừng một chút, nhìn quanh, trong phòng chỉ có Ngọc Trâm cùng Trà Mai ở một bên đang thu xếp đồ đạc, hai người họ đều là tâm phúc của đại tiểu thư, mà đại tiểu thư ngay trước mặt họ hỏi mình, tất nhiên là tin được hai người bọn họ, vì vậy mai ma ma ngẩng đầu nhìn thanh ninh cẩn thận nói xin hỏi đại tiểu thư muốn lấy tịch cỏ là có phải muốn xuống tay với chu di nương không thấy mai ma nhanh chóng đoán được phương pháp của mình thanh ninh cũng không ngoài ý muốn bà ta là tâm phúc bên người mẫu thân đương nhiên đối với mấy việc ngấm ngầm xấu xa này rất quen thuộc nàng gật đầu ngươi lấy một chút đến đi trẻ con vô tội nếu ra tay với một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời thì quá mức nham hiểm cho nên từ đầu đến cuối thanh ninh chỉ tính kế chu mi chưa từng ra tay độc ác với nàng ta chỉ vì không muốn làm thiếp lấy lại thế ước bán thân mà nàng ta nhẫn tâm hạ thủ với đứa nhỏ trong bụng đem nước bẩn hắt lên người mẫu thân tự tay nàng ta giết chết hài tử của chính mình thù kiếp trước với nàng còn thêm cả tội nghiệp gây nên trong kiếp này chu mi sẽ phải trả một cái giá xứng đáng cho dù mẫu thân sắp cùng cách sắp rời khỏi hầu phủ này nàng trước hết cũng phải đem chu mi bóc chết đại tiểu thư chuyện im chế này nô tỳ đi làm, không để dơ bẩn tay đại tiểu thư ngài. Mai ma ma suy tính một chút, nói, đại tiểu thư xin cứ việc phân phó, nô tỳ nhất định sẽ làm thỏa đáng mọi chuyện. Ừ, thanh ninh nhẹ gật đầu, vậy thì phiền ma ma, trình ma ma đã chết rồi, bên viện tử của chu di nương tất sẽ không có người trưởng sự, ngươi để ý phái người đem tịch cỏ trộn lẫn vào thuốc của nàng ta là được, những thứ khác không cần làm. Về phần mẫu thân ta, ngươi cũng không cần giấu giếm bà, nếu bà hỏi, ngươi cứ nói cho bà biết. Mai ma ma là tâm phúc bên người mẫu thân, muốn làm chuyện gì, mẫu thân sẽ tự phát giác. Nô tỳ hiểu. Mai ma ma gật đầu, rồi kiểm tra trong phòng xem có thiếu gì không, sau đó mới quỳ gối cáo lui. Mới ra khỏi sương phòng chưa được mấy bước, Mai ma ma liền đụng phải Lý Vân Nương cùng vài nha đầu bà tử đang qua đây xem tình hình của thanh ninh. Phu nhân. Mai ma ma hành lễ, đại tiểu thư tốt không lý vân nương thuận miệng hỏi thấy sắc mặt mai ma ma mang vài phần ngưng trọng liền lo lắng đại tiểu thư đã xảy ra việc gì phu nhân đại tiểu thư không có việc gì chỉ là mai ma ma muốn nói lại thôi làm sao vậy lý vân nương dừng bước quay lại nhìn hai tiểu nha đầu đi phía sau thu bội thu hoàng nói hai người các ngươi lui xuống trước đi có việc gì ta sẽ phân phó sau vâng phu nhân hai nha đầu trả lời rồi lập tức đi ra ngoài Mai ma ma lúc này mới thấp giọng đem chuyện thanh ninh muốn làm nói với Lý Vân Nương, phu nhân, đại tiểu thư muốn người bên cạnh đi làm, nô tỳ nghĩ để nô tỳ xuất thủ là tốt nhất. Trên mặt Lý Vân Nương thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu, người cứ dựa theo ninh nhi sai bảo, nhớ làm gọn gàng, không được để người khác thấy. Vâng, Mai ma ma gật đầu bước nhanh đến khố phòng lấy thuốc, sau đó an bài người tiến hành. Vào sương phòng, Lý Vân Nương tới ngồi cạnh giường, nhìn nửa gương mặt bị sưng lên của thanh ninh trên trán còn quấn vải trắng đau lòng không thôi ninh nhi có đau không thanh ninh cười một tiếng như gió xuân phất qua không đau nương người không cần lo lắng qua hai ngày con sẽ khỏe sao hắn có thể ra tay nặng như vậy đôi mắt lý vân nương mang theo thủy quan mờ mịt từ nhỏ đến lớn nàng nuông chiều con gái đầu ngón tay cũng không cam lòng cho ai được phép động vào lúc con gái còn nhỏ đi đứng không cẩn thận và chạm một chút cũng khiến nàng đau lòng mẫu thân nữ nhi thật sự không có việc gì chẳng phải chỉ là bị thương ở thái dương một chút thôi sao thái y nói không có chuyện gì mà thanh ninh vừa cười vừa nói con đó lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nương tình nguyện để mình bị thương cũng không cho phép con được xây xác dù chỉ một chút vâng thanh ninh nhu thuận cười gật đầu ninh nhi phụ thân con hôm nay vì chu mi mà động thủ nương không hy vọng tương lai lại vì những người khác để cho con thêm một lần nữa vì nương mà bị thương tổn lý vân nương giữ chặt tay thanh ninh con có ý kiến gì không mẫu thân đây là muốn hỏi mình ý kiến chuyện hòa ly nương thanh ninh ngã về phía trước mềm mại nhào vào lòng lý vân nương nhẹ nhàng nói thân phận hương ninh hầu phủ đích trưởng đại tiểu thư này nữ nhi một chút cũng không thích phụ thân bị chu mi tính kế trước nay đều đối xử không tốt với người mấy tháng nay còn sủng ái nàng ta vô cùng lúc nương bị người ta hãm hại ở vương phủ tổ mẫu lại đưa tới cho người ba thước lụa trắng cho đến khi tổ mẫu cùng phụ thân muốn ủy khuất con đi làm thiếp của tống tử giật con đối với cái nhà này đã sớm không còn quyến luyến con chỉ muốn cùng nương sống bình an qua hết cả đời thôi thấy nữ nhi vân đạm thanh phong nói một hồi nước mắt lý vân nương chảy không ngừng nghiêng đầu lau lau một chút nơi khóe mắt ninh nhi nương lo lắng cho hôn sự của con sau này thanh ninh cười nhẹ tiếng cười như tiếng nước trong suốt ánh mắt tràn đầy ý cười mẫu thân con với tống tử giật lui hôn tương lai làm mối cho con đã rất khó rồi thêm chuyện cha mẹ cùng cách cũng chẳng sao cả không phải nói càng nhiều rận càng không sợ nhục sao con lấy ví dụ kiểu gì vậy lý vân nương buồn cười nương nữ nhi không sợ thiên hạ rộng lớn này ắt sẽ có đường cho mẹ con ta đi thanh ninh khẽ mỉm cười vinh hoa phú quý là nhất thời hôn sự khó khăn tương lai nếu có duyên chỉ cần tìm người trung hậu thành thật là được hơn nữa đời này cho dù con không lấy được chồng chẳng phải cũng không cần lo cơm áo gạo tiền sao ừ kể cả không có chúng ta cũng tự tạo một con đường để đi lý vân nương vuốt sợi tóc mai của thanh ninh vấn lên tai nhẹ nhàng gõ đầu con gái lý vân nương nàng nắm trong tay gia sản lý gia có thể cho con gái xài mấy đời cũng không hết nhưng mà lý vân nương khẽ thở dài nương muốn mang con đi chỉ sợ không dễ sẽ có biện pháp. Trong mắt thanh ninh lóe lên ánh sáng yêu kiều như ánh trăng, nàng ngồi ngay ngắn, gương mặt mang theo tia kiên định, mẫu thân, chúng ta rời đi trước, sáng sớm mai khởi hành. Nói xong liền hỏi, nhà ngoại có thể trực tiếp vào ở không? Mà không được, ở đó quá gần đây. Đôi mắt thanh ninh sáng ngời, chúng ta tới thôn trang thượng đi. Được, nghe lời con, Lý Vân Nương sủng ái gật đầu, thái y dặn dò con không được vận động nhiều, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Vâng, Thanh Ninh gật đầu. Lý Vân Nương đỡ Thanh Ninh nằm xuống, kéo chăn đắp cho nàng, sau đó phân phó Trà Mai cùng Ngọc Trâm, Trà Mai, Ngọc Trâm, hai người trở về cẩm viện, cùng Tôn Ma Ma thu dọn quần áo, đồ đạc cần thiết, xong xuôi sáng mai đi với Tôn Ma Ma qua bên này. Về phần những người khác trong cẩm viên, không cần phải để ý bọn họ. Vâng. Thu Hoàng, ngươi ở đây chiếu cố đại tiểu thư. Thu Bội, ngươi ra phủ một chuyến, tới quan nguyệt lâu, bảo trưởng quỷ sáng sớm mai phái vài chiếc xe ngựa đến hầu phủ đón người lý vân nương vừa nói vừa đi ra ngoài nàng đã hạ quyết tâm con gái cũng đã xác định không muốn ở lại chỗ này muốn ở bên nàng vì vậy nàng đã không còn lưu luyến gì quyết đoán phân phó người làm đi chuẩn bị thẩm phong đến mộ lan viện thấy mộ lan viên đóng chặt cửa gõ gõ bà tử giữ cửa mở ra một khe nhỏ cẩn thận nói hầu gia phu nhân có dặn đại tiểu thư bị thương nặng không thể ồn ào hôm nay không gặp bất kỳ ai ta cũng không gặp sao thẩm phong khinh miệt liếc mắt bà tử trầm giọng hỏi vâng bất luận là ai cũng không gặp bà tử thất giọng trả lời hừ lão bà tử này muốn chết hả thẩm phong hừ lạnh lại nghĩ tới lý vân nương đang nổi nóng liền nhẹ giọng ngươi đi nói với phu nhân mai ta lại đến vâng hầu gia thẩm phong nhìn cửa đóng lại vén áo xoay người rời đi màn đêm buông xuống, gió thổi mang theo hơi lạnh. Chu Mi nằm trên giường nhìn ánh đèn chập chờn, cảm thấy rét lạnh như mùa đông, thân mình ngày càng lạnh, còn tinh tường cảm giác được máu dưới thân liên tục không ngừng chảy. Trình Ma Ma, Chu Mi kêu lên, sau đó nhớ tới Trình Ma Ma đã chết, hơn nữa còn chết trước mắt mình, trong lòng không khỏi mệt mỏi, lau nước mắt đổi giọng, kêu, Tử Yên. Bên ngoài chỉ có âm thanh gió đang gào thét. Tử Yên, Chu Mi đành cao giọng hô tử yên mặc áo xanh biết diêm dúa như đào lý chậm rãi bước vào đi tới bên giường nhìn chu mi bằng ánh mắt khinh miệt di nương có chuyện gì ta hơi lạnh ngươi lấy thêm chăn đệm đến đây chu mi phân phó di nương ngày thường chẳng phải cũng đắp từng này chăn đệm sao tự nhiên hôm nay lại lạnh là thế nào tử yên không hề nhúc nhích bảo ngươi đi thì ngươi phải đi chu mi lạnh lùng ánh mắt hơi ướt ngươi chẳng qua chỉ là một nha đầu tiện mệnh coi chừng ta bảo hầu gia bán ngươi đến thanh lâu nô tỳ làm đây. Xem ta là đồ chơi sao? Tử yên hừ trong lòng, liếc mắt nhìn Chu Mi, nhếch miệng đi đến một bên ngăn tủ, mang thêm chăn đệm tới trải lên người Chu Mi. Xin hỏi Di Nương còn gì sai bảo nữa không? Tử yên trải chăn xong, hỏi. Ngươi mang cho ta một chén thuốc đến đây, còn nữa, đêm nay ngươi ngủ ở giường bên kia đi. Chu Mi nhìn gương mặt vũ mị của Tử Yên, nói thêm, đêm nay có lẽ hầu gia sẽ qua. Đôi mắt Tử Yên sáng ngời, lập tức chạy ra cửa phân phó tiểu nha đầu đi sắc thuốc, sau đó lắc mông uống eo chuẩn bị chăn nệm cho mình. Khóe miệng Chu Mi hiện ra ti cười khổ, kéo chăn đắp lên người. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn phải dùng đến tiện nhân tử yên kia để giữ lại hầu da. Uống thuốc xong, Chu Mi không cảm thấy cái lạnh trong người xua tan, mà ngược lại càng cảm thấy lạnh hơn, máu cứ không ngừng chảy. Đêm khuya, trong lúc Chu Mi nửa tỉnh nửa ngủ hoảng hốt, liền nghĩ ngày mai nên tìm đại phu đổi phương thuốc khác. Đêm nay, đèn trong sân mộ lan viện cùng cẩm viên đến tận khuya mới tắt. Mà trong sân viện chu mi đèn cũng sáng cả đêm. Trời vừa tờ mờ sáng, trong sân mộ lan viện đèn đuốc sáng trưng, nha đầu bà tử đứng nối đuôi nhau. Tôn ma ma, ngọc trâm, trà mai, ba người mang theo vài túi đồ cùng ít hồng diễn đến mộ lan viện. Thẩm phong sáng sớm đã đến, thấy trong phòng đặt nhiều hồng đồ, sợ hết hồn, hỏi Lý Vân Nương, Vân Nương, ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì, Lý Vân Nương lạnh lùng nhìn hắn, hầu gia, ngài thật là quý nhân hay quên chuyện, hôm qua nói gì không nhớ sao. Ngươi, nói thật sao, thẩm phong ngạc nhiên, chẳng phải ngươi chỉ nói vậy thôi, hầu gia, hầu gia, thẩm phong chưa nói hết thì tử yên lão đảo vào cửa, vẻ mặt sợ hãi, hầu gia, ngài mau đi xem di nương, di nương sợ không qua khỏi cái gì. Thẩm phong thất kinh. Di nương mất quá nhiều máu, hầu gia, ngài mau đi xem một chút đi, tử yên trung rẫy quỳ trên mặt đất chuyện này thẩm phong có chút do dự hầu gia ngài tốt nhất nên đến xem thế nào đi lý vân nương dẻo cực thẩm phong lại cho rằng nàng nói thật liền gật đầu vậy ngươi không được đi đâu ở đây ta đi rồi về ngay dứt lời thẩm phong vội vã chạy ra ngoài lý vân nương lạnh lùng cười một tiếng nghiêng đầu phân phó mọi người chuyển hồng xiển sau đó dẫn thanh ninh từ tây môn một đường tầng tầng lớp lớp người bước ra khỏi hầu phủ Hôm qua Tử Y ngủ trên giường cùng phòng Chu Mi, buổi tối phải bưng nước, lấy thuốc, lại còn giúp Chu Mi dọn dẹp ô vật, bận rộn đến đêm khuya mới chợp mắt. Sáng sớm đang mơ mơ màng màng liền bị một cỗ mùi máu tươi nồng nặc xộc lên làm cho tỉnh ngủ, vừa mở mắt đã bị hù dọa thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Chu Mi nằm trên giường khuôn mặt tuyết trắng giống như người chết, vừa vặn với đôi môi cũng trắng bệch, mí mắt hấp hối rũ cục xuống. Mùi máu tươi nồng nặc từ trên người Chu Mi truyền tới, Chăn đệm bị huyết nhiễm thành màu đỏ, nhìn qua đã khiến người ta phải giật mình. Cũng may Tử Yên là người được lão phu nhân dạy dỗ, sau khủng hoảng liền lập tức đi đến xem xét. Trên đường, Tử Yên vừa đi vừa đem tình cảnh của Chu Mi bẩm báo lại rõ ràng rành mạch cho Thẩm Phong, thỉnh thoảng lại dương mắt liếc nhìn Thẩm Phong thật nhanh. Trong lòng Thẩm Phong đang rối bời, không chú ý đến Tử Yên, nếu không bình thường đã bị ánh mắt của nàng làm cho thần hồn điên đảo, tâm thần nhộn nhạo. Đã mời đại phu chưa? thẩm phong hỏi lúc nô tỳ Tì đi tìm hầu gia đã sai người cho mời đại phu tử yên đáp thẩm phong không hỏi nữa vội vã bước nhanh đến tử viện của chu mi vừa vào đến viện tử thẩm phong đã ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập trong sân trước cửa phòng chu mi có hai tiểu nha đầu sắc mặt kinh hoảng đang đứng nhìn quanh tử yên ho nhẹ một tiếng hai tiểu nha đầu quay lại nhìn thấy thẩm phong hoảng hốt vội vàng hành lễ nô tỳ gặp qua hầu gia thẩm phong lướt qua hai người đi vào trong một bước lập tức bị mùi máu tanh nồng nặc đập thẳng vào mặt, hắn liền đứng lại. Mùi máu tươi kia khiến cho hắn muốn phun hết mọi thứ điểm tâm vừa ăn ra ngoài. Hắn trụ tính, có nên vào xem không, hay là đợi đại phu đến rồi nói sao? Hầu gia tự yên đi phía sau thấy thẩm phong hồi lâu không nhúc nhích, thấp giọng kêu. Thẩm phong do dự một lúc mới nhấc chân đi vào thêm hai bước, sau đó dừng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn chu mi đang nằm trên giường, mi nhi, nàng, làm sao nàng. Như thế nào, như thế nào qua một đêm đã thành cái dạng này. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi bạch sắc, giống như một người chết. Hầu gia, Chu Mi nghe thấy tiếng Thẩm Phong, khẽ mở mắt, nghiêng nghiêng đầu, "Hầu gia, ngài đến a, à, nói được mấy chữ." Chu Mi mệt mỏi thở, như thể đã hao hết khí lực toàn thân. Khóe miệng Chu Mi nhếch một cái, mang theo nụ cười tái nhợt, suy yếu vô lực, ánh mắt ôm nhu mà chờ đợi nhìn Thẩm Phong, chờ mong hắn có thể đến gần một chút. Chân Thẩm Phong vẫn dừng ở chỗ cũ, một bước cũng không hề động, yên lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn Chu Mi, sau đó nhìn sang giường chiếu bị nhiễm huyết đỏ, mấp mấy môi, nghiêng đầu hỏi Tử Yên, nàng thế này là bị làm sao? Hầu gia, nô tỳ cũng không biết, Trình ma ma không có ở đây, tối hôm qua là nô tỳ canh thức cả đêm, đến giờ tí mới ngủ một chút, khi đó di nương vẫn ổn, nhưng mà, nhưng mà. Tử Yên nhìn Chu Mi, ánh mắt lộ ra khủng hoảng, nhưng mà không biết như thế nào sáng sớm hôm nay thức dậy đã thấy di nương thành ra thế này chu mi cảm giác thân thể mình như cây lục bình đang trôi lơ lửng trên nước toàn thân một chút khí lực cũng không có ngay cả tay cũng không nhấc nổi trong người lạnh như rơi vào giá rét giống như bị băng tuyết bao quanh cơn buốt lạnh từ trong xương tản mát ra ngoài ánh mắt nàng nhìn thẩm phong đầy chờ mong hy vọng hắn có thể đến gần hơn ôm lấy nàng cho nàng một chút ấm áp xua tan giá lạnh trong lòng nàng lúc này nhưng thẩm phong lại đứng ở xa xa nơi đó không hề động chu mi há to miệng hầu da nàng muốn ngẩng đầu nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ giật giật rồi mất khí lực thẩm phong nghe tử yên nói xong thấy chu mi đang nhìn mình khẩn cầu ánh mắt không muốn rời xa hắn vẫn đứng im nửa bước cũng không nhúc nhích chẳng qua chỉ là sảy thai tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy máu trên giường kia làm cho thẩm phong cảm thấy rất suối quẩy không có ý nghĩ tiến về phía trước liệu nàng có chết hay không? Nhìn Chu Mi hấp hối, Thẩm Phong đột nhiên nghĩ. Vừa lúc đó, một bà tử mời đại phu vào, hầu gia, đại phu đến rồi. Phiền đại phu, Thẩm Phong ôm quyền nói. Đại phu nghe mùi máu tươi trong phòng, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Chu Mi, vừa nãy trên đường đến đây, bà tử cũng đã đề cập với hắn tình trạng của Chu Mi, hiện giờ nhìn thấy vẫn không khỏi nhíu mày, thần sắc thoáng hiện lên một tia ngưng trọng, cất bước đi tới tử yên mang gối kê cạnh giường đến đưa tay cầm lấy tay chu mi vừa chạm vào cánh tay lạnh như băng của chu mi tử yên thình lình rùng mình một cái động tác hơi dừng một chút sau đó cầm tay chu mi đặt lên gối đại phu vương ngón tay cầm lên cổ tay chu mi bắt mạch qua một lúc lâu mới buông ra rồi đứng dậy dùng khăn xoa xoa tay đi tới trước mặt thẩm phong lắc đầu hầu da nén bi thương chuẩn bị hậu sự đi nói xong nhất hòm thuốc chuẩn bị rời đi thật sự sẽ chết thẩm phong sửng sốt vội vàng ngăn cản đại phu đại phu thật sự không có cách nào cứu sao nàng bị sao vậy đại phu lắc đầu đèn cạn dầu hôm qua di nương sảy thai xem tình hình này thì tối qua di nương bị rong huyết nếu mới bị thì ta còn có ba phần nắm chắc nhưng là hiện tại đã hết cách xoay chuyển hầu gia nén bi thương sao có thể như vậy thẩm phong ngạc nhiên hồi lâu mới xoay người lại hôm qua nàng còn tốt Thái y bắt mạch cho nàng lúc đó còn nói không có việc gì. Thế sự vô thường, có lẽ bởi vì di nương mất đi hài tử, nhất thời quá bi ai nên bị trong huyết, đại phu thở dài rồi hướng Thẩm Phong chắp tay lắc đầu rời đi. Trên mặt Tử Yên thoáng hiện lên sợ hãi, bước chân lùi lại vài bước sau lưng Thẩm Phong. Hồi lâu sau Thẩm Phong mới phục hồi tinh thần. Trong huyết, bởi vì mất đi hài tử mà rất bi ai dẫn đến bị trong huyết. Chính nàng ra tay với đứa nhỏ, vậy mà nàng sẽ vì nó mà rất bi ai, dẫn đến trong huyết sao. Thẩm Phong không khỏi ngước mắt nhìn Chu Mi. Muốn nói chuyện, nhưng một chữ đều nói không nên lời. Tự khiến mình đi vào chỗ chết. Đây là báo ứng sao? Nội tâm Chu Mi khiếp sợ không thôi, ánh mắt từ từ nhìn về phía Thẩm Phong, giọng nói suy yếu khẩn cầu, hầu gia. Ngài, cứu, cứu ta, tuy đại phu nói vậy nhưng Chu Mi không muốn chết nàng không khỏi hồi tưởng lại thời gian còn là chu tiểu thư. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết. Chẳng qua chỉ là một lần sảy thai, tại sao lại có thể mất mạng. Nàng còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, như đóa hoa vừa mới nở rộ, tuổi thanh xuân còn dài lắm. Hài tử bây giờ mất, sau này còn sẽ có hài tử khác. Mặc dù nàng tự tay giết chết con mình, nhưng nàng được hầu gia sủng ái, sau này nối lại duyên phân mẹ con với đứa trẻ này cũng được thế nhưng đại phu lại nói nàng sẽ chết sao có thể làm sao có thể chuyện này nhất định là giả là đại phu kia gạt người chu mi yên lặng nhìn thẩm phong nội tâm rối bời mà thẩm phong cũng yên lặng nhìn lại chu mi trong hơi thở nồng đậm mùi máu tươi những ân ái triền miên trước kia từ từ trở nên mơ hồ xa xôi trước mắt hắn là một chu mi trắng bệch như tờ giấy chỉ còn lại một hơi thở đang nằm trên giường nàng sẽ chết bước chân thẩm phong không khỏi lui về phía sau. Hầu, gia, chu mi nhìn thẩm phong từng bước từng bước lui về phía sau, tâm nàng theo bước chân hắn từng phát từng phát chìm xuống. Trước kia hắn anh tuấn thành thục, đối với mình luôn nhu tình, che chở trăm bề, hiện tại gương mặt lại lộ vẻ lạnh nhạt cùng xa cách, thân thể hắn như tơ liễu trong gió, chỉ chờ gió đến liền bay đi, sau đó thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất sau cửa. Tử yên nhìn chu mi, rồi cũng như một làn khói, bước theo thẩm phong ra ngoài hầu gia cứu ta trong mắt chu mi ánh lên vẻ ảm đạm nhìn theo bóng lưng biến mất của thẩm phong ảm đạm trong mắt dần dần mang theo một tia oán hận nước mắt theo khóe mắt chảy xuống ướt đẫm gối nàng từ bỏ hết thảy đi theo nam nhân này nhưng nhận lại nhận lấy kết cục bi thương đến vậy nàng sẽ chết chưa nói đến việc nghĩ biện pháp cứu nàng ngay cả việc đến gần nàng một bước hắn cũng không chịu lãnh ý càng nhiều ý thức dần dần trở nên mơ hồ thân thể càng ngày càng lạnh Chu Mi mở mắt ra, muốn cầu cứu nhưng cổ họng không kêu nổi một tiếng, dần dần chìm vào trong bóng tối. Thẩm Phong đi đến sân, từ từ dừng bước. "Hầu gia, ngài không vào xem di nương thế nào sao?" Tử Yên đi theo hắn, gật đầu nhẹ giọng hỏi. Thẩm Phong quay đầu lại, nhìn thấy cái cổ trắng nõn của nàng. Lúc trước tại viện tử của Chu Mi, Thẩm Phong đã thấy qua Tử Yên mấy lần, lão phu nhân phái nàng đến bên cạnh Chu Mi. Thẩm Phong cũng tự hiểu được ý của lão phu nhân, cho nên trong lòng hắn rất rõ ràng, sớm muộn gì Tử Yên cũng là người của hắn. Do Chu Mi quá đề phòng cho nên mấy tháng qua, Thẩm Phong chỉ được gặp Tử Yên vài lần. Bởi vì đứa nhỏ trong bụng Chu Mi nên Thẩm Phong cũng không vội, chưa nóng lòng muốn ăn đậu hũ nóng. Thẩm Phong lướt qua tư thái diêm dúa của Tử Yên, lắc đầu, không được. Thẩm Phong nói không vào xem, nhưng cũng không có ý nhất chân rời đi, lẳng lặng đứng trong sân chờ tử yên không lên tiếng nữa khẽ vuốt cầm đứng bên cạnh tư thái tử yên trước sau đầy đặn như đào chính tản ra hương thơm mê người thỉnh thoảng thẩm phong lại quét mắt một vòng quanh nàng mỗi một lần ánh mắt đều rơi trên khuôn ngực sinh động kia không biết qua bao lâu một bà tử bước ra bẩm báo hầu gia di nương đã đi đôi mắt thẩm phong chìm xuống quay đầu phân phó bà tử kia xử lý hậu sự vừa phân phó xong liền thấy thúy hương của đào nhiên cư cuốn cùng chạy đến sắc mặt lo lắng hành lễ với thẩm phong, hầu gia, vừa rồi phu nhân mang theo đại tiểu thư rời đi, lão phu nhân mời hầu gia lập tức qua đào nhiên cư một chuyến. Lúc này thẩm phong mới nhớ ra chuyện ở mộ lan viện, nghe Thúy Hương nói Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh từ Tây Môn rời đi, cơ hồ gấp đến độ dơ chân, phu nhân đi rồi. Không phải ta nói nàng chờ ta một lúc sao? Ta đã nói chờ một lát ta sẽ trở về cơ mà. Thẩm Phong vừa nói vừa nhấc chân vội vã tiến đến đào nhiên cư hôm qua trình ma ma tự vẫn tại đào nhiên cư, trong lòng lão phu nhân lại lo Lý Vân Nương đang nắm trong tay món tiền khổng lồ kia thật sự muốn cùng cách với con trai mình, vì vậy cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ ngon giấc trời gần sáng mới chợp mắt. Vừa ngủ không bao lâu, Tây Môn bên kia có người đến bẩm báo, nói phu nhân cùng đại tiểu thư thu thập hòm xỉn rời đi. Lâm ma ma biết rõ chuyện nghiêm trọng, đành phải đánh thức lão phu nhân. Lão phu nhân tức giận đến mức bật ngay dậy. Vừa thấy thẩm phong, Lão phu nhân liền nổi giận, cổ lửa trong cổ vọt lên, tối qua ta dặn dò ngươi thế nào, phải hảo hảo nhận lỗi với nó, ngược lại ngươi làm gì khiến nó sáng sớm đã bỏ đi. Ta nói chuyện các ngươi ta không quản, việc ngươi gây nên, tự ngươi nói sẽ xử lý tốt, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi đã xử lý thế nào? Giọng lão phu nhân có chút bén nhọn, khiến tâm tình hắn không yên. Mẫu thân, sáng sớm nay con đi mộ lan viện nói xin lỗi nàng, nhưng bên mi nhi phía mi nhi xảy ra chút chuyện cho nên con tới đó trước thẩm phong thưa chu di nương kia có thể xảy ra chuyện gì hả nàng đã mất rồi thẩm phong nhẹ giọng hồi lâu sau lão phu nhân mới hiểu thẩm phong nói mất là có ý gì giận tái mặt mất thì mất nó chẳng qua chỉ là một di nương ký khế ước bán thân thôi có cái gì to tác nó lại độc ác như vậy hạ thủ với cả con mình đấy là báo ứng chuyện của vân nương mới quan trọng ngươi xem phải thế nào bây giờ sáng nay nó mới đi, tối qua ngươi ở đâu cả đêm hả? Tối hôm qua Ninh Nhi ở đó, Vân Nương nói Ninh Nhi muốn tỉnh dưỡng, không gặp bất kỳ ai, con nghĩ tại nàng nổi nóng, cũng thuận theo ý nàng. Mẫu thân đừng lo lắng, con sẽ đi đón mẹ con nàng trở lại, Thẩm Phong nói. Ngươi đó, rèn sắt khi còn nóng, rõ ràng là ngươi khiến vợ mình giận, lại còn nửa điểm cũng không để tâm. Cốt lắm, hôm nay để hầu phu nhân dẫn theo nữ nhi thu thập đồ đạc bỏ đi, chuyện này truyền ra ngoài, người đời sẽ nói thế nào lão phu nhân tức giận mẫu thân ngài yên tâm con trai nhất định sẽ đón mẹ con nàng trở về thẩm phong hứa hẹn vậy ngươi còn không mau đi chờ ngươi đem người trở lại rồi nói tiếp lão phu nhân thúc giục trong lòng lão phu nhân lo lắng vô cùng chỉ sợ con trai không thể đưa người trở lại vâng con trai đi ngay thẩm phong đứng dậy hành lễ với lão phu nhân sau đó ra cửa sai người đi chuẩn bị xe ngựa tới lý trạch Chạy tới nơi, Thẩm Phong mới biết Lý Vân Nương không trở về Lý Trạch. Thái độ của lão Bộc Lý Trạch rất cung kính, nhưng ngược lại đối với chuyện của Lý Vân Nương thì hỏi gì cũng không biết. Thẩm Phong dằn co hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể vì vì trở về Hưng Ninh hầu phủ. Lão phu nhân nghe Thẩm Phong kể lại, suy nghĩ một chút, nó chưa trở về Lý Trạch, rất có thể là đã dẫn Ninh Nha đầu đi thôn trang thượng, ngày mai ngươi phải vào triều xử lý công vụ, đi thôn trang thượng cũng tốn thời gian nên trước mắt ngươi phái người đi mấy thôn trang lý gia ngoài thành xem mẹ con nó đang ở đâu, thuận tiện cho vợ ngươi ở lại thôn trang hai ngày giải sầu một chút, chờ hai ngày nữa ngươi lại đi đón mẹ con nó về. Phụ thân thượng triều, công vụ bận rộn, chi bằng để cháu gái đi khuyên nhủ mẫu thân cùng đại tỷ tỷ. Thẩm thanh vũ đề nghị. Ngươi cứ ở trong phủ, những chuyện này không cần ngươi quan tâm, lão phu nhân nghĩ xong liền bác bỏ đề nghị của thẩm thanh vũ. Một thứ nữ nho nhỏ, thất cổ bé hồng, đi thì có tác dụng gì với thân phận của mình nàng có thể đi quỳ gối cầu xin mẫu thân cùng đại tỷ tỷ trở về thẩm thanh vũ nghĩ trong lòng nhưng không nói ra chỉ chép miệng gật đầu vâng tổ mẫu mẫu thân đại bá bận rộn hay là để con đi một chuyến bùi thị đương nhiên hiểu lý do lão phu nhân không để cho thẩm thanh vũ đi vì vậy liền mở lời nàng ta đã cùng thẩm tránh thương lượng nhất trí để con trai đi làm con thừa tự nếu lúc này thẩm phong và lý vân nương cùng cách thẩm phong nhất định sẽ tái giá phu nhân mới chẳng biết sẽ là ai chưa nói tới việc có thể sinh con nối giỏi cho thẩm phong hay không trong lòng bùi thị rất rõ ràng một khi tân phu nhân vào phủ việc con trai mình trở thành con thừa tự chắc chắn sẽ bị trì hoãn nàng ta không hy vọng chuyện này xảy ra để khi khác nói chờ đại bá ngươi xem xét đã rồi tính tiếp lão phu nhân suy tính một lát mới nói chuyện này đành an bài như vậy đến khi đó phản công bây giờ chưa phải lúc Thanh Ninh cùng Lý Vân Nương mang theo quần áo và ít đồ dùng, dẫn theo nha đầu bà tử, đoàn người sáu chiếc xe ngựa từ hầu phủ trực tiếp ra khỏi thành, hướng phía đông mà đi. Nghe tiếng ồn ào phía ngoài dần dần rời xa, lúc này Thanh Ninh mới sốt rèm nhìn cảnh sắc ngoài thành, nhìn một lúc rồi buông rèm xuống, thu hồi ánh mắt nhìn Lý Vân Nương đang nhíu mày, nàng nói, mẫu thân đừng lo lắng, sẽ thuận lợi cả thôi, nếu phụ thân không đáp ứng, chúng ta sẽ tiến cung cầu xin Hoàng hậu Nương Nương. Không được, hiện tại nương nương đang phải xử lý rất nhiều chuyện tốt nhất là tự mình giải quyết nếu không tới đường cùng lý vân nương sẽ không đi cầu xin hoàng hậu hỗ trợ vâng thanh ninh gật đầu chấp nhận chuyện của mình tự mình làm chủ tự mình gánh chịu tự mình giải quyết nếu xảy ra chuyện cứ ỷ dựa vào người khác dựa người người ngã dựa núi núi đổ tóm lại là không đáng tin cậy cho nên cầu người không bằng cầu mình dựa người không bằng dựa vào chính mình nương Thanh Ninh làm nũng ôm cánh tay Lý Vân Nương, hào hứng dạt dào nói, mẫu thân, chờ qua năm khí trời ấm áp, con cùng Nương đi Giang Nam phủ một chút, cũng thuận tiện đi xem ruộng đất ở Giang Nam, nếu có thời gian chúng ta ghé qua mỏ bạc cùng Diêm Trường, hiện tại chưa vội, chúng ta có nhiều thời gian, từ từ xem từng nơi một tốt. Lý Vân Nương gật đầu. Nàng vốn cũng có suy nghĩ sau này sẽ giao sản nghiệp của mình cho nữ nhi, có thể mang nữ nhi đi xem qua những nơi đó đương nhiên là được. Vậy đầu tiên chúng ta đi đến nơi nào thì tốt đây? Người ta nói Giang Nam Phủ là nơi có nhiều mỹ nhân, phong cảnh, nước non tuyệt đẹp, còn có, trên mặt thanh ninh lóe lên ánh sáng khác thường, hưng trí bừng bừng nói với Lý Vân Nương những tin đồn trong du ký ghi lại. Lý Vân Nương mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Nương, trước đây Nương với ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu có từng đi qua những địa phương kia không? Thanh Ninh cười hỏi. Ừ, từng có đi Giang Nam Phủ cùng Diêm Trường lý vân nương dịu dàng cười trên mặt mang theo tia hồi tưởng vậy khi nào chúng ta đi chỗ đó được hay không ngài cùng nữ nhi nói một chút đi từ lý vân nương gật đầu mẫu tử hai người trò chuyện một lúc thanh ninh nói thẳng một hơi thân thể mệt mỏi mềm mại nằm lên chân lý vân nương khẽ nhắm mắt lý vân nương sai thu hoàng cầm áo choàng đến trùng lên người thanh ninh vương tay sờ nửa gương mặt sưng đỏ của nàng sau đó cũng nhắm mắt lại dựa vào xe nghỉ ngơi qua giờ ngọ, Lý Vân Nương cùng đoàn người mới tới thôn Trang Thượng. Xuống xe ngựa, thanh ninh giỏi mắt nhìn bốn phía. Xa xa đồi núi trùng trùng, trên núi trải một màu vàng của lá, đẹp không sao tả xiết. Xung quanh là đủ loại rau xanh mùa đông, trước cửa lớn viện tử là cây đại thụ đã rụng hết lá. Tất thảy đều quen thuộc như xưa. Thanh ninh nhịn không được lệ nóng lưng tròng. Kiếp trước nàng ở chỗ này ở ba năm, nơi này từng cộng cây ngọn cỏ so với hầu phủ nàng còn quen thuộc hơn nhiều. Ba năm đó, hầu phủ chưa từng quan tâm đến nàng, hàng năm thôn trang thượng sản xuất phần lớn lương thực giao cho hầu phủ, còn lại để lưu cho người trong thôn trang ăn uống, vì vậy nàng cùng tôn ma ma, trà mai, ngọc trâm, chủ tới bốn người tự nghĩ biện pháp thu ít tiền bạc lợi nhuận nuôi sống chính mình. Phu nhân, đại tiểu thư, cuối cùng đã đến. Ra đón tiếp đoàn người là vợ chồng họ đổng, hơn 30 tuổi, phu thê hai người vẻ mặt tươi cười, cung kính. Đều là những người thanh ninh chưa quen. Thanh ninh lui về sau quan sát, những người đi theo phía sau vợ chồng Đổng Thị Cơ Hồ đều là những gương mặt nàng chưa biết. Đời trước, nàng cho rằng thôn trang này là của hầu phủ. Đời này, được mẫu thân cho xem gia sản, nàng mới biết được thôn trang này là của mẫu thân. Nghĩ đến kiếp trước, có lẽ lúc mình bị đưa tới đây, thôn trang thượng của mẫu thân cũng đã bị rửa sạch rồi vợ chồng đổng thị dẫn lý vân nương cùng thanh ninh vào trong tôn ma ma cùng mai ma ma chỉ huy người vận chuyển hồng xiển đi qua cửa chính tiến đến viện tử trong sân hoa cúc ngạo nghễ nở bởi vì đang bị thương lại ngồi nửa ngày xe ngựa thanh ninh cảm thấy hơi mệt ăn cơm rửa mặt một phen nàng liền đi ngủ sớm ra khỏi hầu phủ thanh ninh cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn vết tắc trên mặt chỉ để lại dấu nhàn nhạt miệng vết thương trên thái dương cũng đang dần dần khép lại Sang buổi trưa ngày thứ ba, Thẩm Phong mang theo người hầu cưỡi ngựa đến thôn Trang Thượng. Thời điểm Thẩm Phong tới nơi, không khéo đúng lúc Lý Vân Nương đi lễ Phật trên Am Bạch Vân, chỉ gặp được Thanh Ninh. Ninh Nhi, ngươi, Thẩm Phong nhìn trên đầu Thanh Ninh còn quấn vải trắng, có chút ngượng ngập, gương mặt mang vài phần ấy nấy, hỏi, thương thế của ngươi sao rồi? Có mang đủ thuốc để dùng không? Ngươi với mẫu thân ở đây có quen không? Mấy ngày nay hai mẹ con có khỏe không? Rất tốt, Thanh Ninh chỉ trả lời một câu đơn giản. Vậy là tốt rồi, các ngươi không có việc gì là tốt, hôm nay ta tới đón các ngươi hồi phủ. Hai người ở lại thôn trang cũng không tiện, trên đầu ngươi còn đang bị thương, không được chủ quan, thôn trang thượng này xa kinh thành mấy dặm, vạn nhất có chuyện gì cũng không tìm được đại phu giỏi, tốt nhất nên trở về, ở trong thành có đại phu cùng nhiều dược liệu tốt hơn, đúng rồi, mẫu thân ngươi đâu, thẩm phong nói mấy câu quan tâm để cảm động nàng phụ thân ngài không cần lo lắng, chúng ta mang theo đầy đủ dược liệu ra ngoài, trên thôn trang có đại phu, sẽ không xảy ra chuyện gì, về phần mẫu thân sao. Mẫu thân hôm nay đi Bạch Vân Am, Thanh Ninh nhẹ giọng ngắn gọn trả lời hắn. Bạch Vân Am, mẫu thân ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Thẩm Phong vừa nghe tới Bạch Vân Am, trong đầu xuất hiện ý nghĩ Lý Vân Nương sẽ xuất gia, lúc này mặt mày liền biến sắc, gấp đến độ vọt đứng lên mẫu thân đi Bạch Vân Am đương nhiên là cùng sư Thái lễ Phật. Thanh Ninh nở nụ cười, sau đó ngước mắt nói với Thẩm Phong, phụ thân, mẫu thân cùng ta đều rất tốt, mẫu thân đã quyết định, nàng muốn cùng cách với ngươi, mà ta quyết định sẽ rời đi cùng mẫu thân. Hồ nháo. Thẩm Phong nghe vậy liền sầm mặt xuống, cùng cách. Ngươi còn nhỏ tuổi biết cái gì? Ngươi là con gái dòng chính của Hưng Ninh Hầu ta, là huyết mạch của Thẩm Gia. Rời đi. Ngươi định rời đi đâu? phụ thân, ngài nói ta nhỏ tuổi biết cái gì? Thanh Ninh nhìn Thẩm Phong từ từ nói, không, ta biết. Ta biết cha của ta cùng người ngoài hãm hại mẫu thân, thiếu chút nữa làm mẫu thân phải gánh trên lưng tội hồng hạnh xuất tường, dâm đảng lén lút với nam nhân, tổ mẫu của ta nửa đêm bởi vì chuyện này mà tặng cho mẫu thân ta ba thước lụa trắng. Thứ muội hãm hại ta, phụ thân cùng tổ mẫu thà tin thứ muội cũng không tin ta. Chuyện chung thân của ta, cha ta với tổ mẫu dùng ta vào đường cùng, ép ta phải đi làm thiết. Còn nữa, mấy ngày trước Di Nương hãm hại mẫu thân, cha ta mặc kệ trắng đen liền kết tội danh cho mẫu thân, còn vung tay với nàng. Mọi chuyện hết thảy xảy ra, bất chấp đúng sai, người duy nhất bị chỉ trích luôn là ta và mẫu thân. Ngài thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút xem, nếu là ngài, cái nhà kia còn gì đáng giá để ngài lưu luyến nữa sao? Đủ rồi, nét mặt già nua của thẩm phong đỏ bừng, vỗ xuống bàn, đưa ngón tay chỉ thanh ninh ngươi con không được phép nói cha ngươi đúng là nghiệt nữ ngươi xem ngươi vừa nói những cái gì chẳng lẽ ta nói sai thanh ninh nhẹ nhàng hỏi ngược lại ngươi gương mặt thẩm phong ngày càng đỏ lập tức cảm thấy trên mặt nóng hừng hực không muốn cùng thanh ninh tranh chấp vì vậy hắn liền chuyển đề tài ngươi mau phái người đi gọi mẫu thân ngươi về đây ta có mấy lời muốn tự nói với nàng phụ thân thần linh không thể chậm trễ mẫu thân đi lễ phật tức là muốn thành tâm lễ hết Phật mới có thể trở về, thanh Ninh trả lời. Thẩm Phong nhìn mặt trời phía ngoài, thẹn quá hóa giận, ngươi ở lại nói với mẫu thân ngươi, ở đủ rồi thì quay về, muốn cùng cách sao? Đừng mơ tưởng. Nàng đã gả vào Thẩm gia, sống là người của Thẩm gia, chết cũng là ma của Thẩm gia, muốn cùng cách không có cửa đâu. Không biết khi nào Lý Vân Nương mới lễ Phật về, hơn nửa sáng sớm mai còn phải thượng triều, hiển nhiên là hắn không thể ở đây qua đêm. Lời nói ra mang tính quyết định. Thanh Ninh nhíu mày, cúi đầu uống một ngụm trà, lúc này mới thông thả ung dung ngẩn nói với Thẩm Phong, "Phụ thân, kỳ thực cùng cách cũng là chuyện tốt. Mẫu thân chỉ có mình ta là nữ nhi, dưới gối không có con trai, con trai thứ xuất cũng không có, hơn nữa mẫu thân tuổi đã lớn, phụ thân ngài lại đang tuổi hưng thịnh, chính trực, nên tìm một phu nhân khác có xuất thân tốt. Của hồi môn của tân phu nhân nhất định rất khả quan, sẽ mang đến nhiều hy vọng cho hầu phủ." thanh ninh bày mưu tính kế, nói trắng cả ra, chẳng qua là không nói thẳng rằng của hồi môn của phu nhân mới có thể giải quyết tình trạng túng quẫn của hầu phủ. Cơ bản là muốn đâm vào tim đen thẩm phong. Thẩm phong nghe được không khỏi có chút động tâm, sau đó lập tức bừng tỉnh, mang theo vài tia căm tức xấu hổ, người nói bậy bạ gì đó. Con gái hắn lại khuyên hắn tái giá, chỉ cho hắn cách giải quyết tình huống hiện tại. Nhưng lời nói của nàng cũng có vài phần đạo lý, cũng khiến hắn dao động hiện tại hầu phủ cần tiền bạc, hơn nữa hắn còn muốn có một đứa con trai. Quan trọng là nhà thông gia sẽ trợ giúp được nhiều hơn cho phụ thân ngài, Thanh Ninh nói. đáy lòng thẩm phong buông lỏng vài phần. Đúng là nhà mẹ để Lý Vân Nương không có ai, ngoại trừ của hồi môn phong phú thì không trợ thủ được gì cho sự nghiệp của hắn. Thanh Ninh nhìn sắc mặt buông lỏng của thẩm phong, khẽ cười. Thẩm phong suy nghĩ hồi lâu mới phục hồi tinh thần, lập tức giận tái nói với Thanh Ninh, hồ ngôn loạn ngữ, một cô nương chỉ ngồi trong nhà như ngươi, nói những cái thứ gì đây? Không biết xấu hổ. Chẳng lẽ phụ thân cảm thấy lời ta nói không có đạo lý sao? Thanh ninh dễu cợt. Nói hô nói vượng, đừng tưởng nói những lời này là xong, ngươi đi khuyên nhủ mẫu thân ngươi thật tốt, giải sầu xong rồi phải trở về phủ. Chuyện của ta và Vân Nương, đứa trẻ ngươi bất can thiệp vào. Ta với mẫu thân chẳng qua chỉ là nói vài câu cửa miệng, các ngươi liền bỏ nhà trốn đi, còn ra cái thể thống gì nữa, Thẩm Phong đứng dậy, sắc mặt không vui, người hảo hảo khuyên nhủ nàng để nàng sớm hồi phủ, hôm nay ta về trước. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Thanh Ninh nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng hiện lên một tia cười. Đừng mơ tưởng sao? Lời nàng mới nói mang đầy hấp dẫn, chỉ cần đủ hấp dẫn, bọn họ sẽ động tâm. Hấp dẫn không ngừng, còn có thể biến thành uy hiếp. Nhược điểm của tổ mẫu cùng phụ thân nàng chính là quá coi trọng thể diện hầu phủ chờ lý vân nương trở lại thanh ninh liền kể chuyện thẩm phong cho lý vân nương nghe đối với lời nói của thẩm phong lý vân nương không có phản ứng gì lớn tất cả đã sớm nằm trong dự liệu muốn hòa ly quả thực là một chuyện không dễ dàng nhưng không phải không có biện pháp vì vậy nàng gật đầu ta biết rồi nơi này cách kinh thành khá xa phụ thân con sẽ không ba ngày hai bữa chạy tới đây vâng thanh ninh đáp cho nên nàng mới muốn mẫu thân đưa mình đến thôn trang thượng mà không phải tại lý trạch nếu là ở Lý Trạch, phụ thân muốn khuyên bảo còn không phải là rất dễ dàng, mỗi ngày đều có thể ghé thăm một chuyến, thậm chí có thể ngủ lại, hơn nữa người đến thăm rồi khuyên nhủ chẳng phải chỉ có một mình phụ thân. Trưa hôm sau, Thanh Ninh cùng Lý Vân Nương đang ngồi trong sân nói chuyện, Thanh Tú tới bẩm báo, phu nhân, đại tiểu thư, có cố công tử đến. Cố hoán, hắn sao lại tới đây? Thanh Ninh cùng Lý Vân Nương liếc nhau một cái, Lý Vân Nương cười với Thu Tú, thỉnh cố cửu công tử đến nhà chính đi. Cố hoán hướng Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh ôm quyền, phu nhân, đại tiểu thư. Cửu công tử. Thanh Ninh phúc thân hành lễ với cố hoán. Cửu công tử, mời ngồi. Lý Vân Nương cười. Thu bội đưa trà cùng điểm tâm lên cho cố hoán rồi lui qua một bên. Phu nhân, chuyện quý phủ ta có nghe nói, ta rất lo lắng cho ngài và đại tiểu thư. Vừa vặn có việc đi qua thôn trang thượng một chuyến, cũng là được cô mẫu gửi gắm, ta thay cô ghé thăm ngài một chút, cố hoán uống một ngụm trà, cười nói với Lý Vân Nương, cô nói có chuyện gì, ngài cứ nói với nàng, nàng sẽ làm chủ cho hai người. Lại thêm một lần nữa thay Hoàng hậu Nương Nương tới thăm. Lý Vân Nương vội cung kính đứng dậy hướng về phía Hoàng cung không mình hành lễ, đa tạ Nương Nương đã ưu ái. Vết thương của đại tiểu thư sao rồi? Cố hoán nhìn về phía thanh ninh hỏi. Đa tạ cửu công tử quan tâm, Ta khỏe hơn rồi, Thanh Ninh cười trả lời. Ta sẽ ở lại thôn trang thượng của Cố gia một đêm, nếu đại tiểu thư có chuyện gì, có thể qua bên đó tìm ta, Cố Hoáng lại nói. Cửu công tử khách khí rồi, sách trời cũng không còn sớm, hay là cửu công tử ở lại đây dùng bữa cơm rau với mẹ con ta đi, Lý Vân Nương nhìn ra ngoài trời, cười cười nói với Cố Hoáng. Được, vậy quấy rầy phu nhân cùng đại tiểu thư rồi. Cố Hoáng gật đầu. Lý Vân Nương gấp rút phân phó Thu Hoàng tới phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Ăn cơm trưa xong, cố hoán uống một chén trà rồi đứng dậy cáo từ, hắn ôm quyền hành lễ với Lý Vân Nương rồi ánh mắt nhìn sang Thanh Ninh ra hiệu. Mẫu thân, để con tiễn cửu công tử, Thanh Ninh đứng dậy. Cửu công tử đi thông thả, Lý Vân Nương gật đầu cười nói với cố hoán. Thanh Ninh đi theo cố hoán đến trong viện tử, chợt hắn dừng bước, xoay người cao mày nhìn vết thương trên thái dương nàng, thương thế của ngươi có ổn không? đã không sao đa tạ cửu công tử quan tâm thanh ninh cười vuốt ve thái dương từ cố hoáng gật đầu gương mặt giãn ra trong mắt mang theo một tia ngưng trọng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người trong thành đồn đại là Hưng ninh hầu sủng thiếp bỏ thê đem chính nữ duy nhất thiếu chút nữa đánh chết lúc nghe xong ta sợ hết hồn khi đó chỉ biết ngươi bị phụ thân đánh trọng thương giờ thấy ngươi ta mới yên lòng cũng không phải là tin đồn nhảm chỗ này chỉ kém với trọng thương một chút hôm nay còn đứng được trước mặt ngươi đúng là may mắn, thanh ninh đưa tay chỉ miệng vết thương trên đầu, vừa cười vừa nói. Nghiêm trọng vậy sao? Cố hoán kinh hãi vậy bây giờ có nặng lắm không? Hiện tại không sao, thanh ninh cười nhạt lắc đầu. Đúng rồi, lúc nãy ta có truyền lại lời của cô, tuy cô nói các ngươi có chuyện gì cứ mở lời, nhưng ta nghe được trong ý tứ của cô, nàng là muốn khuyên giải không khuyên phân, trong lòng vẫn hy vọng các ngươi trở về hầu phủ, Ta hiểu thanh ninh gật đầu. Ngươi nghĩ thế nào? Thật sự đã hạ quyết tâm rồi, hay là chờ một thời gian nữa sẽ cùng phu nhân hồi phủ? Cố hoán trực tiếp hỏi, theo hắn nghĩ, việc cùng cách cũng chẳng phải chuyện gì hoang đường. Nếu có thể cùng cách tất nhiên là tốt nhất, ngươi cũng thấy đấy, thanh ninh cười nhạt chỉ lên vết thương trên mặt. Cố hóa nhìn thanh ninh liền hiểu quyết định trong lòng nàng, vì vậy mở miệng hỏi, ta có thể giúp được gì không? đến lúc cần ngươi hỗ trợ ta sẽ nói, thanh ninh cười gật đầu. Hắn đã cho nàng biết thái độ của hoàng hậu nương nương, đến lúc cần cầu xin hoàng hậu ra mặt làm chủ, chỉ cần nói với cố hoáng, có lẽ hắn sẽ thay đổi được suy nghĩ của nương nương. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, ngươi yên tâm, trên mặt cố hoáng thoáng hiện lên thần thái tự tin. Đa tạ, thanh ninh chân thành nhìn hắn. Đừng khách khí với ta, cố hoáng nhớ mày vậy ta sẽ không khách khí nữa, thanh ninh nhẹ nhàng cười thế này mới tốt, cố hoán nở nụ cười. ta đi đây, nếu ngươi có chuyện gì, có thể sai nha đầu trực tiếp đến cố phủ tìm ta, ta sẽ dặn dò người gác cổng. được, thanh ninh gật đầu. tiễn cố hoán rời đi, thanh ninh từ từ trở về. mặc dù phụ thân nói sẽ không cùng cách với mẫu thân, nhưng trong lòng thanh ninh lại rất chắc chắn, nếu phụ thân không đồng ý thì nàng sẽ có cách làm hắn đồng ý, bất kể là uy bức lợi dụng hoặc trăm phương ngàn kế cũng phải khiến hắn gật đầu cứ như thế trong lòng thanh ninh đã có quyết tâm cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng nghĩ tới cố hoán nàng không khỏi cười một tiếng người bình thường đều thà hủy đi một tòa miếu cũng không muốn hủy một cuộc hôn nhân cũng chỉ có kẻ kiêu ngạo như cố hoán mới cảm thấy chuyện cùng cách không có gì kỳ quái cửu công tử đi rồi lý vân nương đứng trong sân nở nụ cười hòa nhã hỏi thanh ninh vâng thanh ninh gật đầu đi tới khoát tay lý vân nương nghĩ tới miệng vết thương của mình sắp thành sẹo cũng đã khá hơn liền nói mẫu thân mai con muốn đến bạch vân am thắp nén hương để mấy ngày nữa đi thương thế của con vẫn chưa khỏi hẳn bạch vân am lại ở lưng chừng núi cao muốn leo lên cũng phải tốn không ít sức lực lý vân nương lắc đầu bác bỏ thỉnh cầu của thanh ninh nương cho con đi đi vết thương của con đã đóng vẫy rồi thanh ninh nói lần này con gái đại nạn không chết con nghĩ phải đi cúng bái cảm tạ Bồ Tát. Lý Vân Nương nhìn gương mặt năng nỉ của nữ nhi, không muốn cự tuyệt nữa, do dự một lát rồi gật đầu, con muốn đi cũng được, ta sẽ bảo người hầu chuẩn bị kiệu đưa con lên núi. Nương, Bạch Vân am cách nơi này không xa, tự đi mới có thành tâm, con sẽ từ từ đi, lúc nào mệt thì nghĩ lại một lát là được, thanh ninh cò kè mặt cả. Không nói lại được con, nếu mệt quá nhớ bảo bọn trà mai, Ngọc Trâm trở lại nói với nương một tiếng, Nương sẽ sai người đi đón con, Lý Vân Nương nhéo mũi thanh Ninh. "Vân, thanh Ninh ôm cánh tay Lý Vân Nương, vui vẻ cười híp mắt. Không biết các sư phụ trong am có phải là những người trước đây nàng đã từng quen không?" Thanh Ninh nằm trên giường nghĩ tới kiếp trước các sư phụ đã dạy nàng rất nhiều điều, trong lòng vô cùng kích động, lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới ngủ được, sáng sớm hôm sau đã dậy. Ăn điểm tâm xong Lý Vân Nương dặn dò Trà Mai cùng Ngọc Trâm một phen rồi mới để thanh Ninh đi ánh mặt trời sáng lạng, trời xanh trong vắt, trên không trung lơ lửng một làn mây trắng kéo dài mềm mại như tơ lụa thượng đẳng. Xa xa còn nghe được tiếng chim hót từ trên núi truyền đến. Nông hộ trong thôn trang đã bắt đầu làm việc. Phong cảnh vùng đất như một bức tranh ấm áp mà yên tĩnh, làm người ta say mê. Thanh ninh chậm rãi đi, vừa đi vừa thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức cảnh sắc thân quen, trong lòng vui vẻ, khóe miệng mỉm cười tươi sáng. Ngọc Trâm cùng Trà Mai cũng chậm rãi đi theo Thanh Ninh, thỉnh thoảng hỏi nàng có mệt hay không. Thanh Ninh cười lắc đầu. Ba người từ từ tới gần Bạch Vân Am, xa xa có thể nghe thấy tiếng tụng kinh. Bạch Vân Am dần dần hiện lên trong mắt các nàng. Thanh Ninh dừng bước. Đứng trước cửa chính Bạch Vân Am là một dáng người cao ngất, thân hình hắn cao lớn vững chải đắm chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ, cả người như thể ngọc sáng hòa tan dưới ánh nắng, mềm mại, trong trẻo, ôn nhuận, lại giống như muốn dung nhập với mây trắng trên bầu trời xanh lộ ra một cổ khí tịch liêu khiến người khác không dám coi thường. Dung nhan điệt lệ tuyển tú, đôi mắt hắn xinh đẹp sắc lên ác ánh mặt trời, huyết lệ mà chói mắt. Thanh ninh sững sờ nhìn hắn. Tô phỉ, sớm như vậy, sao hắn lại ở chỗ này? Tô phỉ ưu nhã nghiêng đầu nhìn thanh ninh, khóe miệng lướt qua một nụ cười. Nụ cười xua tan đi cảm giác tịch mịch trên vừa rồi trên người hắn, giống như ánh mặt trời, ôn nhuận mà sáng chói. Giá người thon dài cao ngất, nụ cười như hoa xuân một thân cẩm bào đen tỏa ra vẻ tuyệt đại tao nhã thanh ninh yên lặng nhìn hắn hai mắt tròn xoe ngạc nhiên thế tử sớm thế này sao ngươi lại ở đây mấy lần tương giao thanh ninh luôn giữ vẻ tỉnh táo cho dù là thời điểm đối mặt với nguy hiểm nàng cũng bình tĩnh trước sau như một đây là lần đầu tiên tô phỉ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng nụ cười vui vẻ bên miệng càng thêm nồng đậm hào quang trong mắt càng thêm sáng chói ánh lệ lần trước ta từng đề cập với tiểu thư ta có quen biết với chủ trì sư thái bạch vân am biết rõ hắn quen sư thái chủ trì nhưng quen sư thái chủ trì không phải là trọng điểm điều nàng nghi ngờ là tại sao sớm như vậy hắn đã xuất hiện ở nơi này cứ coi như sáng sớm khi cổng thành mới mở cửa hắn đã thúc ngựa thẳng tới đây nhưng cũng không thể đến kịp vào lúc này được thấy nụ cười tô phỉ ngày càng sâu sắc mặt thanh ninh không khỏi nóng lên trong nháy mắt nàng khôi phục lại bình tĩnh gật đầu tất nhiên ta nhớ nhưng trong lòng vẫn hiếu kỳ nguyên nhân tô phỉ có mặt ở bạch vân am vào lúc sáng sớm là thế nào tô phỉ nhìn người trước mắt nàng mặc áo váy đỏ nhạt mái tóc đen nhánh giữa lông mày tựa hồ như có thêm nhiều ánh hào quang so với trước đây dưới ánh mặt trời ấm áp nàng xinh đẹp rạng ngời chỉ là ánh mắt tô phỉ dừng lại gương mặt trơn bóng không tì vết của nàng một chút sau đó dời mắt về phía vết thương đã đóng vẫy trên thái dương không khỏi mở miệng hỏi bất thương trên đầu nàng thế nào rồi. Mấy hôm nay ở kinh thành đều truyền tai nhau chuyện của Hưng Ninh hầu phủ, hắn nghe được những lời đồn đãi này, trong lòng không nhịn được lo lắng. Hắn lo lắng nàng xảy ra việc gì, mặc dù đã hỏi thăm rõ ràng là tổn thương của nàng cũng không đáng ngại, thừa dịp hôm nay được nghỉ, hôm qua hắn liền ra khỏi thành. Phía Đông thành bên này hắn có một thôn trang, cách thôn trang của nàng một đoạn, trên đường tới Bạch Vân Am, đáy lòng hắn không khỏi chờ mong, hy vọng có thể gặp được nàng ở đó lại có một tia thấp thỏm, sợ không thấy được, dù sao nàng cũng đang bị thương. Đến chỗ nàng thăm hỏi, hắn lại không có lý do, nếu như chỉ có một mình nàng ở tại thôn trang, vậy có lẽ hắn sẽ mạo muội tới cửa bái phỏng một lần, nhưng nàng không chỉ ở đó một mình, còn có thẩm phu nhân đi cùng. Đã tốt hơn rồi, thanh ninh cười cười. Ta nhìn xem cũng thấy đã tốt hơn, tô phỉ nhìn thoáng qua miệng vết thương của nàng, nói. Thế tử. Hai người đang nói chuyện, một vị ni cô dẫn theo hai tiểu ni cô từ bên trong đi ra, thanh ninh nghiêng đầu. Sư Thái khoảng 40 tuổi, một thân trang phục ni cô, mặt mày thanh tú, dung mạo rất đoan chính hiền hòa, có thể nhìn ra được lúc còn trẻ nhất định là một vị giai nhân thanh tú. Chính là chủ trì Bạch Vân Am Bụi Sư Thái. Đời trước, thanh ninh từng có duyên với Bụi Sư Thái, được Sư Thái chỉ dạy rất nhiều, như cách đối nhân xử thế, trồng hoa, làm vườn, phân biệt độc thảo, kiếp trước bị ném tại thôn trang, nàng không oán sao? Oán. Bị người nhà vứt bỏ ở thôn trang chẳng quan tâm, trong lòng thanh ninh đương nhiên có oán hận. Chính vào lúc tinh thần nàng mê mang sa sút là bụi sư thái khuyên nhủ nàng. Nếu như không có bụi sư thái khai đạo, dần dần khuyên dạy, chỉ sợ ở thôn trang này thẩm thanh ninh nàng đã sớm tan thành mây khói như ý nguyện của kẻ khác. Trong vài năm, Lời nói và cách làm việc mẫu mực của bụi sư Thái đã khiến nàng nhận thức được một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trong các cao môn đại hộ, nàng bắt đầu từ từ khoan dung, học cách nhẫn nại, kiên cường và thiện lương. Chỉ là, đời này, nàng quyết định đem thiện lương vứt bỏ hết. Có thù báo thù, có ân báo ân. Vừa thấy sư Thái, trên mặt thanh ninh hiện lên một nụ cười. Thế tử Bụi sư Thái chấp tay hành lễ tô phỉ. Sư Thái hữu lễ, Tô Phỉ trả thi lễ Đã lâu thế tử không đến Bụi Sư Thái đưa ánh mắt hiền lành nhìn Tô Phỉ Vừa cười vừa nói Gần đây có nhiều việc quan trọng Tô Phỉ giải thích Thanh Ninh nghĩ tới trước kia có đề cập với Tô Phỉ về thông trang Nhưng cũng chưa nói là mình có quen biết với mọi người trong am Cho nên cười cung kính hành lễ với Bụi Sư Thái Tính nữ thẩm Thanh Ninh gặp qua Sư Thái Tô Phỉ nghiêng đầu nhìn Thanh Ninh Nữ thí chủ không cần đa lễ Hai ngày này Bần Ni có nghe lệnh từ nói qua về thí chủ, bụi sư thái vẫn như trong ký ức của nàng, bình dị gần gũi, chỉ là lần đầu gặp mặt nên có chút khách khí. Thanh Ninh đã sớm nghĩ đến chuyện lên am dân hương, nhưng trong người có chút bất tiện, cho nên hôm nay mới đến. Thanh Ninh cười nói. A-di-đà Phật, thí chủ có lòng. Bụi sư thái đáp, sau đó đón hai người đi vào trong, thế tử, thẩm đại tiểu thư, mời vào trong thanh ninh cùng tô phỉ theo chân bụi sư thái đi vào vào trong am thanh ninh muốn đi dân hương bụi sư thái liền kêu một tiểu ni cô dẫn đường cho nàng tô phỉ thì theo bụi sư thái rời đi thanh ninh đến đại điện dân hương cùng tiểu ni cô trong đại điện là tượng bồ tát mặt mũi nhân từ thanh ninh cung kính dập đầu thượng hương xong để tiểu ni cô lui nàng dẫn theo ngọc trâm cùng trà mai đi dạo trong am không khí xung quanh tràn ngập phật hương Bạch Vân Am không lớn nhưng lại tinh xảo đẹp đẽ. Thanh Ninh bất giác đi tới đình bát giác trong Am. Nhìn thấy bên trong có người, nàng dừng lại. Trong lương đình, Bụi sư Thái cùng Tô Phỉ đang ngồi đối diện nhau, xa xa có thể nghe được âm thanh tiếng trò chuyện. Bụi sư Thái thấp giọng cười hỏi tình hình Tô Phỉ gần đây, gương mặt Tô Phỉ mang theo nụ cười nhẹ nhàng trả lời. Nhìn qua, bụi sư Thái giống như trưởng bối quan tâm, nhưng nét mặt lại mang vẻ kính cẩn cùng tôn kính lắng nghe mà Tô Phỉ rất có kiên nhẫn đáp trả từng câu hỏi của nàng, mặc dù câu trả lời vô cùng ngắn gọn đơn giản, nhưng không thấy vẻ xa cách lãnh đạm thường ngày của hắn. Thấy một màn này, trong lòng thanh ninh không khỏi hiếu kỳ, bụi sư thái cùng Tô Phỉ có vẻ như rất thân quen. Tự hồ cảm giác được ánh mắt của thanh ninh, Tô Phỉ nghiêng đầu nhìn lại, sau đó bụi sư thái cũng theo ánh mắt hắn nhìn về phía thanh ninh. Thanh Ninh cười cười hành lễ phúc thân với hai người, sau đó xoay người nói với Ngọc Trâm cùng Trà Mai, chúng ta trở về thôi. Ngọc Trâm, trà Mai gật đầu, theo nàng đi ra ngoài. Chủ tớ ba người mới ra đến cửa chính Bạch Vân Am liền nghe được đằng sau truyền đến âm thanh trong suốt dễ nghe của tô phỉ thẩm đại tiểu thư. Thanh Ninh dừng bước, xoay người quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười thế tử. Cô phỉ ưu nhã ung dung đến gần, cách Thanh Ninh ba bước liền dừng lại. Đầu tiên là ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trời, sau đó cười nói, hôm nay khí trời rất tốt không biết đại tiểu thư có nhã hứng đi theo ta một chút đi một chút đi nơi nào đi một chút thanh ninh nhướng mày nhìn hắn hỏi thế tử không phải là muốn đi ngắm dòng suối nhỏ chứ lần trước tại yến hồi lâu nàng từng đề cập với hắn về dòng suối nhỏ kia cái đó ngày khác đi xem tô phỉ cười lắc đầu ngẩng lên nhìn đỉnh núi phía trên cao rồi lại nhìn vết thương trên thái dương thanh ninh hay là ngày khác đi trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối cùng mấy phần lo lắng hiển nhiên là hắn lo lắng cho cái trán bị thương của nàng thanh ninh ngẩng đầu nhìn con đường lên núi uốn lượn trước mắt ở phía đông thành này có rất nhiều thôn trang của các thế gia quyền quý cho nên bạch vân am tuy chỉ là một am ni cô nho nhỏ nhưng hương khói lại rất thịnh hơn nữa đường lên núi cũng rất bằng phẳng gọn gàng mặc dù là vậy ở kiếp trước thanh ninh sống tại nơi này vài năm vẫn chưa có một lần đi lên thanh ninh thu hồi ánh mắt nhìn tô phỉ trước mặt khẽ cười gật đầu đi thôi hiếm khi thấy được thế tử nhã hứng như lần này tô phỉ do dự hay là thôi không sao đường gọn gàng bằng phẳng hơn nửa bạch vân am ở lưng chừng núi đi lên cũng chỉ mất hơn nửa canh giờ sẽ không quá phí sức thanh ninh quay đầu phân phó trà mai trà mai ngươi đi về trước bẩm báo với mẫu thân một tiếng nói thanh ninh dừng một chút nói ta nán lại trong am một lúc rồi về không cần làm mẫu thân lo lắng vâng đại tiểu thư trà mai gật đầu ánh mặt trời ấm áp vì lo lắng cho vết thương của thanh ninh vừa mới tốt hơn cho nên tô phỉ cố ý đi rất chậm tô phỉ vừa đi vừa nhìn ra xa trước kia đến bạch vân am ta không có lưu ý qua đều là đến đi vội vàng hôm nay mới nhìn kỹ phong cảnh sát thực là rất đẹp đó là tự nhiên thanh ninh rất tự nhiên tiếp lời nhìn bốn phía mùa xuân trên núi khắp nơi nở đầy hoa dại lá cây xanh biếc là cảnh sắc đẹp nhất mùa hè nơi này so với kinh thành mát mẻ hơn rất nhiều mùa đông lúc tuyết rơi là thời điểm đẹp vô cùng nếu lên núi ngắm mai còn đẹp hơn nghe tiểu thư nói vậy chắc thường tới nơi này xem ra rất quen thuộc tô phỉ vừa cười vừa nói đúng vậy xem như tương đối quen thuộc đi thanh ninh nhẹ giọng tùng một cùng ngọc trâm đi theo chủ tử cách sau vài bước đều không lên tiếng đang khi nói chuyện thanh ninh nhịn không được ánh mắt liếc về phía tô phỉ không biết hắn tìm mình có chuyện gì một đường cùng hắn nói chuyện phiếm nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua hai người rất nhanh đã đến đỉnh núi thanh ninh đứng trong lương đình trên đỉnh núi nhìn ra xa bởi vì đứng thật cao thấy cũng xa tầm mắt đưa tới chỗ nào tâm trạng cũng theo đó mà sáng lên đất đai rộng lớn dưới chân núi mỗi nhà đều tự mở một mảnh thôn trang đang xen hợp lý đang lúc buổi trưa khói bếp lượn lờ xa xa còn có thể nhìn thấy hoạn lộ thênh thang dẫn đến kinh thành bầu trời xanh thẳm phía trên mây trắng bay bay tựa hồ như đưa tay là có thể chạm đến thanh ninh nhắm mắt lại thở dài một hơi tô phỉ bên cạnh phân phó tùng một đem trà cụ trong bao quần áo trên lưng ra sau đó hắn nhóm bếp lò bắt đầu nấu nước đợi nước sôi tô phỉ tự bày chén trà đổ trà vào tách bắt đầu pha khói trắng mờ mịt trên núi hoang tô phỉ trước sau như một ưu nhã mà ung dung khiến cho cảnh vật hoang dã cũng mang theo vài phần thanh nhã cùng quý khí tùng một đem điểm tâm bày lên bàn đá, Ngọc Trâm đứng xem vội vàng tiến lên hỗ trợ. Thanh Ninh không nhịn được kinh ngạc. Tô phỉ này, hắn đều có chuẩn bị mà đến. Rót một chén trà ngon, Tô phỉ cười đưa cho Thanh Ninh, thẩm đại tiểu thư, mời. Thanh Ninh bưng ly trà, nhấp một miếng, sau đó nhéo một khối đậu phộng trang, đậu phộng trang trong veo, hương vị mềm mại, nàng cắn nhẹ một cái, vị ngọt nhẹ nhẹ từ từ tràn vào. Thanh Ninh nhìn Tô Phỉ, chờ hắn mở miệng cô phỉ bưng trà nhẹ nhàng nếm vài ngụm sau đó để chén trà xuống từ trong tay áo lấy ra một bình sứ đưa cho thanh ninh nàng cầm lấy cái này mỗi ngày sớm tối bôi hai lần miệng vết thương sẽ không lưu lại sẹo thanh ninh do dự một chút đưa tay ra ngón tay chạm vào nhau cảm giác mát mát xúc giác mềm mại nhẵn nhụi ngón tay tô phi dừng lại một khắc sau đó mới buông bình sứ ra chỉ trong một chớp mắt ngón tay hai người rời nhau thanh ninh nắm bình sứ trong tay trên bình sứ vẫn còn mang theo nhiệt độ bàn tay hắn, nàng nhẹ nhàng nói, "Đa tạ." "Đừng khách khí," Tô Phỉ vừa cười vừa nói, "Đây là thuốc trong cung, trước đây lúc ta mới tiến cung làm thư đồng cho hoàng tử, trên người Thường Xuyên bị thương chút ít, vì vậy hoàng thượng bảo thái y trang bị cho ta vài thứ thuốc dùng mang trên người, cho nên ta khá quen thuộc với thái y trong cung. Thuốc này ta có rất nhiều, chờ nàng dùng hết rồi, ta sẽ tặng nàng thêm một bình khác. Khi còn bé thế tử Thường Xuyên bị thương Thanh Ninh nắm chặt bình thuốc, nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải là thường xuyên, lúc nhỏ khó tránh khỏi tinh nghịch, khóe miệng tô phỉ nở nụ cười tươi sáng như mây trắng trong không trung. Nhưng trong lòng Thanh Ninh lại có chút thương xót. Tinh đồng tề quốc công thế tử từ nhỏ chững chặt hiểu chuyện, tài hoa lại càng trát tuyệt. Còn nhỏ đã tiến cung làm thư đồng. Nội bộ hoàng cung lục đục cho tới bây giờ đều là tàn khốc đến cực điểm, nhưng hắn bị thương lại không được người nhà ấm áp quan tâm, ngược lại hắn chỉ nhớ rõ là được hoàng thượng quan tâm. Trong lòng hắn có bao nhiêu chua xót, sợ là chỉ có mình hắn hiểu. Thanh Ninh nhìn xuyên thấu tô phỉ trước mắt, tự hồ như thấy được tuổi thơ cô độc, tịch mịch của hắn. Tô phỉ uống một ngụm trà xanh, ngước mắt nhìn Thanh Ninh, làm như vô tình nói, gần đây dư luận kinh thành xôn xao chuyện của hầu phủ, ta có cho người đến hỏi vị Thái Y đã chuẩn trị cho nàng, Thái Y nói không đáng ngại, nhưng ta không rõ nàng rốt cuộc bị thương thế nào, đến thăm hỏi lại quá mức mạo muội vừa vặn hôm nay rảnh rỗi lâu rồi ta cũng chưa ghé thăm sư thái nên ta đến đây cũng muốn xem có thể thuận tiện gặp được nàng không tô phỉ dừng một chút nụ cười trên mặt tràn khắp từ đầu lông mày đến đuôi mắt thật là trùng hợp lại có thể gặp nàng hắn nói là thuận tiện nhưng thanh ninh lại vô tình nghe được ý tứ trong lời nói của hắn hiểu được hắn thực lo lắng cho nàng thanh ninh gật đầu vâng quả là rất khéo không sớm hơn một ngày không chậm hơn một ngày, trùng hợp đúng hôm nay nàng đến Bạch Vân Am Dân Hương. Năm ta năm tuổi mới biết mẫu thân bây giờ chỉ là di mẫu của ta, mà mẫu thân thân sinh lại vì ta mà bỏ mạng, gió khẽ thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ, tô phỉ vuốt ve chén trà, nhẹ nhàng nói đến chuyện của mình. Lúc này cố hoán hăng hái trở về cố phủ. Nghe tin con trai trở về, thái thị cao hứng, trong lòng tươi cười nhưng mang theo một gương mặt u sầu dẫn theo nha đầu bà tử đến viện của hắn, Cố hoán vừa thay đổi thường phục, thấy mẫu thân Thái Thị đến liền hành lễ, mẫu thân. Tiểu cửu. Thái Thị cười đánh giá cố hoán một phen rồi hướng nha đầu bà tử vất vất tay. Nha đầu bà tử lui xuống. Mẫu thân, có chuyện gì không? Nhìn điệu bộ của mẫu thân, cố hoán ngồi xuống ghế đối diện hỏi. Con đó, tối hôm qua ngủ ở thôn trang có ngon giấc không? Thái Thị quan tâm hỏi. Vâng, rất tốt cố hoán gật đầu trả lời thái thị nhìn con trai đánh giá một phen vẫn là đem hồ nghi trong lòng ép xuống nhàn nhạt nói tiểu cửu về sau thẩm gia có chuyện gì con không cần phải thay cô con đi để cô con phái đại cung nữ bên cạnh đi một chuyến cũng được một lần hai lần quả thực làm cho người ta lo lắng cố hoán nhìn mẫu thân ngồi trước mặt lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của bà liền cười sáng lạng mẫu thân lần trước là con muốn giúp cô phân ưu còn lần này chỉ là thuận tiện vừa đúng lúc con có việc đi đến thôn trang thôi. Nói thì nói vậy, Thái Thị lại cảm thấy con trai có chút dấu đầu hở đuôi, vì vậy sắc mặt liền nghiêm nghị, tốt nhất là như con nói. Con trai bà, bà còn không hiểu sao. Lần đầu tiên là thực sự vô tâm giúp hoàng hậu nương nương phân ưu. Mà lần thứ hai thì thật khó nói, con trai bà làm việc từ trước đến nay đều theo ý mình, tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ hỏi chuyện của ai, cho dù là huynh đệ tỉ muội trong nhà, hắn cũng lười thăm hỏi, Thái thị lo lắng con trai mình có ý gì khác. Tỷ như, con trai bà Phong Nhã Hào Hoa lại chưa đính hôn. Mà chuyện thẩm đại tiểu thư từ hôn đã huyên náo sôi sục. Gần đây việc nhà thẩm gia đang truyền khắp kinh thành. Con trai bà lúc này tự nhiên lại thay hoàng hậu đi thăm mẹ con các nàng. Theo Thái thị, con trai xác thực có chút dị thường. Thái thị không khỏi trùng trùng lo lắng hoài nghi, hay là con trai bà coi trọng khuê nữ nhà người ta. Đương nhiên là như lời con nói, cố hoán tỏ vẻ mặt thản nhiên lơ đễnh nhìn thái thị cười nói thái thị thấy gương mặt cố hoán không biến đổi liền thở phào nhẹ nhõm nguyện tin tưởng lời con trai ngồi nói chuyện với cố hoán thêm một lát rồi rời đi chờ thái thị đi khỏi cố hoán lúc này mới khẽ cau mày lại mẫu thân vừa rồi không nói rõ nhưng trong lòng hắn rõ ràng hiểu ý tứ của mẫu thân hắn để ý thẩm gia đại tiểu thư thanh ninh sao cố hoán tự hỏi chú ý nàng bất quá là lần đầu tiên hắn thay cô đến thẩm gia hắn làm việc từ trước đến nay đều không để ý tới ánh mắt người khác hiếm thấy nữ tử nào như nàng ánh mắt nàng nhìn hắn không ái mộ như các tiểu thư nhà khác suy nghĩ của nàng với hắn lại không mưu mà hợp gương mặt cố hoáng hiện lên vẻ mặt thanh lãnh bình tĩnh lắc đầu khẽ nở nụ cười đối với nàng hắn còn có thể có ý gì hắn chỉ quan tâm nàng như bằng hữu thôi cô Kim nhỏ hơn ta một tuổi khi đó phụ thân mẫu thân tổ mẫu đều rất thích hắn lúc đó ta nghĩ có lẽ vì tô khi ngoan ngoãn hơn ta nên bọn họ mới thích hắn như vậy về sau ta biết được mẫu thân vì sinh ta mà qua đời ta lại nghĩ cũng có thể bởi vì chuyện này nên ta mới không được bọn họ yêu thương sau đó ta cho rằng chỉ cần ta cố gắng biểu hiện ưu tú có lẽ bọn họ cũng sẽ thích ta sẽ chia sẻ cho ta một chút quan tâm nhưng dần dần về sau thành thói quen ta cũng chẳng cần đến tình thương của bọn họ nữa sắc mặt tô phỉ bình tĩnh đôi mắt trong suốt, khi nói chuyện mang theo ánh cười nhìn thanh ninh đang ngồi đối diện. Âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi, giọng nói bình thản như mặt hồ không có một gợn sóng. Tô phỉ nói chuyện rất thản nhiên. Hắn đang an ủi nàng sao? Hắn kể chuyện của mình, ý nói với nàng rằng những chuyện đã xảy ra không cần phải quá mức quan tâm. Trước mắt thanh ninh thoáng hiện lên hình ảnh một bé trai xinh đẹp, bộ dáng dè dặt nghĩ cách làm cho cha mẹ, tổ mẫu vui vẻ, muốn lấy được sự quan tâm của bọn họ nhưng không ngờ bọn họ lại luôn khiến hắn thất vọng. Thanh Ninh nghe câu chuyện của Tô Phỉ, trong lòng khẽ động. Lúc mới leo lên đỉnh núi thân thể còn ấm áp, qua một chút thời gian, gió lạnh phất qua khiến Thanh Ninh run nhẹ, nàng cúi đầu muốn uống một ngụm trà ấm, bất chợt cánh tay Tô Phỉ duỗi đến. Ngón tay thun dài, khớp xương rõ ràng, hắn dùng tay áp nhẹ lên tay nàng, đè chén trà xuống. Trà nguội rồi, để ta đổi cho nàng chén khác. Tô Phỉ nhẹ nói: "Thanh Ninh buông tay ra." Nhìn hắn đem chén trà trong tay đổ đi, sau đó lại bắt đầu pha trà mới cho nàng. Động tác hành vân như nước, cảnh đẹp ý vui. "Ngươi còn nhỏ như vậy đã tiến cung làm thư đồng, có vất vả không?" Thanh Ninh nhẹ giọng hỏi. Trên mặt Tô Phỉ thoáng qua một nụ cười, động tác trên tay không ngừng lại, "Rất tốt." Thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, Thanh Ninh cũng không hỏi lại. Pha trà xong, Tô Phỉ đưa chén trà cho Thanh Ninh. Thanh Ninh tiếp trà, nâng niu trong tay không vội uống, hương trà quanh quẩn chấp mũi, nàng nói, lệnh đường trên trời có linh, thấy được ngươi ưu tú thế này hẳn bà sẽ rất vui. Nụ cười thanh đạm trên mặt Tô Phỉ không thay đổi, cũng không lên tiếng. Ánh mắt Thanh Ninh mang theo một tia ngưng trọng nhìn hắn, vừa cười vừa nói, thân nhân, bằng hữu, người quen, người không quen, trên đời này nhiều người như vậy, có người chúng ta thích, cũng có người chúng ta không thích, có người thích chúng ta, cũng có người không thích chúng ta. Lòng người khó đoán, con người sống trên đời cũng chỉ được vài chục năm, thời gian trôi nhanh như mũi tên, tại sao chúng ta phải phiền não vì người khác? Đây chính là suy nghĩ và cách nhìn của nàng sao. Vậy có lẽ lo lắng của mình là dư thừa rồi. Tô Phỉ nghĩ. Nhìn thanh ninh ngồi đối diện, khuôn mặt trắng muốt như ngọc, đôi mắt sáng công công như vầng trăng non, trong con ngươi mang theo ánh hào quang mênh mông chiếu sáng khắp người. Nghe lời nói của nàng, niềm vui đang được che giấu trong đôi mắt tô phỉ chậm rãi lan tràn đến khóe mắt, đuôi mày. Nàng nói rất có đạo lý. Khi hắn còn nhỏ đã phải trải qua bao nhiêu kỳ vọng cùng thất vọng, sau đó đến im lặng mới có thể hiểu được. Lúc bé nhìn khung cảnh một nhà nói đùa ấm áp, hắn cảm giác mình chỉ là khách đứng xem. Tuổi nhỏ hắn ôm kỳ vọng có thể được cha mẹ, tổ mẫu tán dương, nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào, ưu tú thế nào, thì hắn vĩnh viễn vẫn chỉ là một kẻ qua đường ngắm nhìn cả nhà bọn họ hòa thuận đầm ấm. Tổ mẫu hiền lành hòa nhã, phụ thân nghiêm khắc, mẫu thân ôn nhu, bọn họ dường như cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, tất cả chỉ thuộc về hai huynh muội Tô Khiêm, Tô Giao. Tô Phỉ gật đầu, nàng có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Không quan tâm sẽ không có mong đợi, không chờ mong sẽ không thất vọng. Gương mặt Tô Phỉ mang theo vẻ chững chạc, như đã trải qua nghìn sông ngàn núi, mâu quan bình tĩnh bền bỉ vững chãi như núi xanh trong lòng thanh ninh không khỏi buồn bực kế mẫu không nói đến nhưng tại sao tề quốc công và lão phu nhân quốc công cũng không thương hắn rõ ràng tô phỉ ưu tú như thế thanh ninh không khỏi nhớ tới kiếp trước của tô phỉ tuy rằng rất nhiều tiểu thư khuê tú trong kinh thành ngưỡng mộ dung mạo của hắn nhưng vì hắn thị huyết vô tình cho nên mặc dù đứng ở vị trí công thần đức cao vọng rộng nhưng hắn lại vô cùng cô độc nàng cúi đầu uống một ngụm trà, nhẹ giọng, ngươi, lời nói vừa đến bên miệng liền đem nuốt xuống. Trong mắt tô phỉ thoáng hiện lên một tia nghi hoặc nhưng không mở miệng hỏi, kiên nhẫn đợi nàng nói tiếp. Thanh ninh suy nghĩ một chút, rồi chỉ mỉm cười nói năm chữ, hôm nay cảm ơn ngươi. Nàng vốn định nói, tô phỉ tương lai ngươi sẽ hạnh phúc. Đời này hắn đã thoát được cạm bẫy của kẻ khác, cho nên hắn không bị đeo trên lưng vết nhơ cẩu thả với ái thiếp của tề quốc công. Chính vì vậy hắn không bị trục xuất khỏi gia phả, không bị đuổi ra khỏi nhà, càng không phát sinh chuyện hắn sẽ chém giết cả tề quốc công phủ. Kiếp này với kiếp trước trái ngược hòa toàn. Vì thế hắn sẽ không mang danh máu lạnh vô tình, thích giết chóc. Hôm nay hắn là tề quốc công thế tử, dung nhan tuyệt đại, tài hoa nổi bật, phong quan vô hạn. Là đối tượng hứa hôn của các cô nương khuê tú, cũng là sự lựa chọn tuyệt hảo trong mắt chúng phu nhân. Tô Vĩ biết rõ, nàng không nói ra những điều vừa rồi muốn nói, vì vậy cười khẽ một tiếng, đừng thách khí. Nói xong hắn không nhịn được trong lòng thầm hỏi, rốt cuộc vừa rồi nàng định nói cái gì. Nhìn khói bếp dưới chân núi, tô phỉ chỉ điểm tâm tinh xảo trên bàn đá, ta mang theo mấy thứ điểm tâm này vì nghĩ có lẽ nàng sẽ đói bụng. Nói xong ánh mắt nhìn vào trong rừng, không biết trên núi này có thỏ hoang không, để ta bảo Tùng một đi bắt một con đến nướng ăn, thanh ninh nhịn không được cười lên, Bạch Vân am cách đây không xa, chúng ta không nên sát sinh ở đây cô phỉ không phản bác cũng cười theo nếu ngươi nướng thỏ ở đây chắc chắn lần sau sư thái chủ trì sẽ không gặp ngươi nữa thanh ninh cười nói ta chỉ đồ thôi tô phỉ cười bất quá lần sau có cơ hội chúng ta sẽ lén đến không để cho sư thái biết là được Tô phỉ dừng một chút nói với thanh ninh chủ trì sư thái trước kia là người bên cạnh mẫu thân ta thì ra là vậy giờ thanh ninh đã hiểu tại sao bụi sư thái đối với hắn đặc biệt hiền lành lại mang theo kính cẩn lắng nghe cùng tôn kính đến vậy đi thôi chúng ta nên xuống núi rồi nếu không sẽ khiến cho thẩm phu nhân lo lắng được thanh ninh gật đầu câu phỉ phân phó tùng một đến thu thập đồ sau đó mọi người cùng nhau xuống núi mặc dù quanh đây nhiều thôn trang để phòng ngừa vạn nhất trong trang của ta cũng có nhiều người đều là những người có năng lực nếu có chuyện gì nàng có thể đi tìm bọn họ hỗ trợ lúc đi qua sườn núi bạch vân am gần đến chân núi tô phỉ dừng lại xoay người nói với thanh ninh thôn trang này không phải là sản nghiệp của tề quốc công phủ nó là của ta nàng yên tâm mọi người trong trang đều tin dùng được ta đang ở tại đó tô phỉ đưa tay chỉ thanh ninh dừng bước nhìn theo ngón tay của hắn rồi gật đầu đã biết đi tới ngã ba tô phỉ nói ta tiễn nàng một đoạn đường đưa nàng về nhà không cần thanh ninh lắc đầu có ngọc trâm ở đây rồi cô phỉ trầm ngâm một lát cũng không kiên trì muốn đưa nữa vậy được ta không tiễn thanh ninh khẽ vuốt cầm, xoay người dẫn theo ngọc trâm đi về phía thôn trang nhà nàng cô phỉ đứng tại nguyên chỗ không hề động phỉ biểu ca âm thanh uyển chuyển mang theo mềm mại vô hạn cô phỉ nhíu mày xoay người nghiêng đầu cô ngọc tuyết một thân cẩm phục màu tím dẫn theo hai nha đầu đi đến sao ngươi lại ở đây cô phỉ thu liễm nét cười trên mặt cùng vui vẻ trong mắt khôi phục dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày thuận miệng hỏi nàng ta là ai tôn ngọc tuyết không trả lời hắn mà nhìn sang hướng thanh ninh đang rời đi hỏi ngược lại hình như cô nương đó là thẩm gia đại tiểu thư tô phỉ hỏi lần nữa tại sao ngươi ở chỗ này giọng nói đột nhiên so với vừa rồi càng thêm lạnh lùng mang theo mấy phần lẫm liệt muội tôn ngọc tuyết ngược lại đã quen với vẻ lạnh lùng của tô phỉ nụ cười trên mặt sáng lạng như hoa duỗi ngón tay thon dài như ngọc chỉ chỉ nha đầu bích vân bích nguyệt đang sát rổ phía sau muội đương nhiên là tới dân hương nghe tin biểu ca đang ở đây thật là đúng dịp tôn ngọc tuyết quay đầu nhìn dáng thanh ninh đang dần biết mất phía đầu đường hỏi phỉ biểu ca ca cùng thẩm đại tiểu thư vừa cùng nhau xuống núi sao hai người quen nhau à Cô phỉ nhàn nhạt nói vậy ngươi mau lên dân hương đi nói xong liền ưu nhã nhất chân bỏ đi phỉ biểu ca tôn ngọc tuyết nhìn bóng lưng tô phỉ vĩnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn dậm chân giận dỗi kêu lên nhưng tô phỉ làm như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước khóe mắt tôn ngọc tuyết bắt đầu phím hồng xoắn chặt khăn trong tay tiểu thư hay là chúng ta về trước ngày mai lại đến dân hương thấy tôn ngọc tuyết không hề động bích vân nói trở về thôn trang thượng có thể đến thôn trang của tô phỉ trực tiếp chặn người bích vân còn chưa nói xong tôn ngọc tuyết đã hiểu ý tứ nàng Khắc khăn, bước chân không hề động, mấp máy môi, cũng không phải chưa từng đến, thôn trang của biểu ca đâu có dễ dàng cho chúng ta vào cửa. Tiểu thư, biểu thiếu gia hôm nay muốn nghỉ ngơi, chi bằng chúng ta về thành để hôm nào gặp sau, Bích Ngọc nói. Tôn Ngọc Tuyết căm tức lường nàng ta một cái, môi bạm lại thành một đường thẳng. Nghe tin phỉ biểu ca hôm qua ra khỏi thành đến thôn trang thượng, sáng sớm nàng đã không ngại cực khổ vội vàng đuổi theo hắn, vừa tới tôn gia thôn trang lại nghe người làm nói hắn lên Bạch Vân Am còn chưa trở về, vì vậy nàng liền vội vã dẫn theo hai nhà đầu đuổi tới Bạch Vân Am. Bích Vân không khỏi trừng mắt nhìn Bích Nguyệt, quay đầu nhẹ nói với Tôn Ngọc Tuyết, tiểu thư, ngài một đường chạy xe đến đây mệt mỏi, hay là chúng ta về nghỉ ngơi trước? Tôn Ngọc Tuyết khẽ gật đầu, cũng tốt, chúng ta đi về trước, ngày khác lại đến dân hương. Vốn dĩ nàng tới đây cũng chẳng phải để dân hương, nếu vị biểu ca đã không còn ở trong Bạch Vân Am, nàng đến đó làm cái gì nữa? Công Ngọc Tuyết bước hai bước liền dừng lại, nhìn về hướng chủ tớ Thanh Ninh rời đi, lẩm bẩm nói, vừa rồi thẩm đại tiểu thư cùng phỉ biểu ca cùng nhau từ Bạch Vân Am xuống. Tiểu thư ngài lo lắng quá rồi, chẳng qua là ngẫu nhiên thôi, Bích Vân cười phân tích, thẩm đại tiểu thư cùng thẩm phu nhân cũng đang ở thôn trang thượng quanh đây, chắc là thẩm đại tiểu thư lên Bạch Vân Am dân hương vừa vạn đụng phải biểu thiếu gia bích vân nói không phải không có lý nhưng trong lòng tôn ngọc tuyết tự dưng có chút cảm giác không thoải mái theo trực giác của nữ nhân nàng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy càng nghĩ lông mày càng cau lại tiểu thư dù sao cũng cách không xa hay là ngày khác chúng ta đến bái phỏng thẩm đại tiểu thư một chuyến thăm dò chút hàm ý của nàng ta bích vân đề nghị thẩm đại tiểu thư đang bị thương tiểu thư có thể lấy lý do đi thăm bệnh tôn ngọc tuyết lắc đầu ta với nàng ngày thường không lui tới thăm cái gì thật là thẩm thanh ninh với vĩ biểu ca có chuyện gì sao nhìn bộ dáng hai người bọn họ vừa rồi xem ra rất thân quen nhất là ánh mắt của vĩ biểu ca trong đó có tia ôn nhu mà nàng chưa từng thấy hưng ninh hầu phủ cùng tề quốc công phủ gần đây mới có một lần lui tới cho nên hai người họ hẳn không có gì quan hệ gì đặc biệt mới phải chẳng lẽ nàng đa tâm nhất thời nhìn lầm rồi tôn ngọc tuyết nhíu chặt lông mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ủ rũ dẫn hai nha đầu trở về. Đại tiểu thư, ngài trở lại rồi, phu nhân đang rất lo lắng, thanh ninh vừa vào cửa chính đã thấy trà mai ra đón. Mẫu thân ở trong phòng sao? Thanh ninh vừa đi vừa nói. Ở nhà chính ạ. À? Thanh ninh gật đầu đi về phía nhà chính. Mẫu thân, bước vào cửa thanh ninh kêu một tiếng. Người nhà đầu kia, vết thương trên thái dương vừa mới đỡ, còn không biết đường về sớm một chút có phải trưa nay đã ăn cơm chay trong am rồi không có muốn ăn thêm điểm tâm nữa không lý vân nương đứng dậy kéo thanh ninh ngồi xuống hỏi con còn chưa ăn trưa đây mẫu thân con đói thanh ninh bày ra vẻ mặt đau khổ đáng thương trả lời con chưa ăn cơm trưa lý vân nương kinh ngạc một phen lập tức gấp rút phân phó thu tú thu hoàng các ngươi nhanh mang thức ăn tới đây sau đó quay sang thanh ninh sao muộn như vậy còn chưa ăn uống gì? Con nên ở lại am dùng chút cơm chay rồi hẳn về, để bụng đói không tốt cho thân thể. Thanh Ninh le lưỡi hướng Lý Vân Nương nịnh nọt cười. Đi lên đỉnh núi rồi lại vòng về, bây giờ nàng mới phát giác hai chân đang rất mỏi như. Thu Tú Thu Hoàng bưng thức ăn đến lưu loát dọn ra. Thanh Ninh dùng cơm xong, bưng trà lên nói với Lý Vân Nương, mẫu thân, kỳ thật vừa rồi là con lên đỉnh núi ngắm cảnh với Tô Thế Tử hiển nhiên trà mai sẽ không nói chuyện này cho mẫu thân biết lý vân nương có chút kinh ngạc tô phỉ thanh ninh gật đầu đem chuyện xảy ra trong phủ tề quốc công cùng chuyện tô phỉ cứu nàng trong đêm thất tịch đơn giản kể lại cho lý vân nương hắn đối với con có ân con nghĩ hôm nay hắn tìm con là có chuyện muốn nói cho nên con mới đi theo hắn lên núi lý vân nương kinh ngạc không thôi chuyện đêm thất tịch hôm đó mạo hiểm như vậy sao con không nói với ta con không thể không nói sao thanh ninh ha ha cười biết rõ nữ nhi không nói là sợ mình lo lắng chân tình này của nữ nhi đúng là tri kỷ lý vân nương trong lòng rất cảm kích tô phỉ liền hỏi vậy hắn tìm con có chuyện gì cũng không phải là đại sự gì là do hắn nghe được tin đồn trong kinh thành vừa khéo gặp con nên hỏi thăm chút thôi thanh ninh đáp tô phỉ đã cứu mạng của nữ nhi chuyện vương phủ lần trước cũng nhờ hắn xuất thủ giúp đỡ lý vân nương không khỏi nói ra hắn có ân với ta còn cứu mạng con lần sau ta phải hảo hảo cảm ơn hắn nhưng mà có chuyện gì bảo hắn cứ trực tiếp đến thôn trang thì tốt hơn các con suy cho cùng vẫn là cô nam quả nữ nếu bị người khác nhìn thấy không hay vâng thanh ninh gật đầu con nhất định là mệt mỏi rồi mau về nghỉ ngơi đi đến hôm sau hai chân thanh ninh đau nhức không thôi qua hai ngày mới đỡ hơn một chút nương nếu có thể tìm tiêu sư dạy cho con mấy chiêu thì tốt Thanh Ninh nghĩ tới việc mới đi lên núi một lần mà chân đã đau nhất thế này, lại nhớ kiếp trước lúc sắp chết mình bị người ta vây lấy, không thể chạy trốn, liền đề nghị Lý Vân Nương. Nữ tiêu sư. Con muốn học võ. Lý Vân Nương thiếu chút nữa đâm kim may vào ngón tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thanh Ninh. Cũng không phải là học võ. Thanh Ninh gật đầu, chỉ là học mấy chiêu phòng thân, vào thời điểm mấu chốt có thể cứu mệnh, ngày thường cũng có thể cường thân kiện thể lý vân nương suy nghĩ một chút ý tưởng của nữ nhi tuy có hơi lập dị khác người nhưng lại có lý hiện tại không ở hậu trạch hầu phủ ra bên ngoài nữ nhi cũng có thể có công phu phòng thân vô cùng tốt hơn nữa nếu sống trong hậu trạch có thân thủ nhanh nhẹn cũng phi thường hữu dụng hơn vốn nàng muốn tìm cho nữ nhi một nha đầu biết võ nhưng đáng tiếc qua vài tháng đều không tìm được còn nữ tiêu sư hẳn là tương đối dễ tìm vì vậy lý vân nương gật đầu hiện tại đã sắp cuối năm khả năng là khó mời được, có lẽ phải đợi qua mùa xuân mới có, để ta phái người về thành một chuyến, bảo bọn họ tìm người thích hợp. Lý Vân Nương phân phó thu bội, ngươi cho người về kinh thành bảo lý trưởng quỷ làm tốt chuyện này. Thu bội gật đầu đi ra cửa an bài. Phu nhân, nhị phu nhân đến, thu bội vừa đi, con gái của Đổng gia Đổng nhị nương vào cửa bẩm báo. Bùi thị, tới đây để khuyên người. Thanh ninh nhíu mi bên kia lý vân nương đã phân phó đổng nhị nương dẫn nhị phu nhân tới nhà chính ta đến đó sau nương nhị thẩm nhất định là đến làm thuyết khách thanh ninh nói lý vân nương gật đầu chuyện của hầu phủ hiện tại đang huyên náo người ngoài nói bóng nói gió tổ mẫu con là người trọng sĩ diện phụ thân con lại là kẻ không có ki nhẫn nói hai câu liền nổi nóng cho nên tổ mẫu con nhất định là không yên tâm để phụ thân con tới nữa trong phủ chỉ còn nhị thẩm là người thích hợp làm thuyết khách Thanh ninh hiểu rõ gật đầu dị thẩm chắc chắn là không muốn mẫu thân và phụ thân cùng cách phụ thân đang tuổi cương thịnh nếu cùng cách nhất định sẽ tái giá dị thẩm đối với mẫu thân không có tình nghĩa sâu đậm nhưng mà hầu phủ hiện tại không có người nối giỏi vốn nhị thúc muốn đưa con trai đến làm con thừa tự dưới gối mẫu thân nếu phụ thân lấy vợ mới chuyện này sẽ bị dừng lại bùi thị đương nhiên không hy vọng phát sinh chuyện cùng cách này mẹ con hai người bỏ đồ may vá trong tay xuống cùng nhau đứng dậy đi đến nhà chính. Đại tẩu, Ninh Nhi, Bùi Thị đang ngồi uống trà, thấy hai người bước vào lập tức bỏ chén trà xuống, nhẹ nhàng đứng lên cười nói. Mẫu thân, đại tỷ tỷ, đi theo Bùi Thị còn có thẩm thanh vũ, nàng đứng lên hành lễ phúc thân với Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh. Nhị thẩm, lễ không thể bỏ, Thanh Ninh cũng hướng Bùi Thị quỳ gối. Đệ muội, Thanh Vũ, các ngươi đã tới. Mau ngồi. Lý Vân Nương cười ngồi xuống chủ vị. Thu bội thu hoàng lên trà cho Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh, châm thêm một chén trà nữa cho Bùi thị cùng Thẩm Thanh Vũ sau đó lui về sau lưng Lý Vân Nương. "Đại tẩu mấy ngày nay ở thôn trang có tốt không?" Bùi thị uống một ngụm trà cười hỏi Lý Vân Nương. "Rất tốt." Lý Vân Nương cũng cười trả lời. Bùi thị nhìn Thanh Ninh, "Ninh nhi, thương thế trên đầu ngươi có đỡ hơn chút nào không?" "Ta xem một chút." "Ừ." thái dương chỉ có một chút sẹo hồng rất tốt đa tạ nhị thẩm quan tâm con rất tốt thanh ninh gật đầu đại tẩu ninh nhi mẫu thân lão nhân gia trong lòng rất lo lắng cho các ngươi mỗi ngày đều lẩm bẩm tự hỏi không biết mẹ con hai người ở đây sống có tốt không ăn uống có quen không trời đang lạnh thế này chẳng biết thôn trang thượng có ấm áp không bà còn lo lắng cho vết thương của ninh nhi sợ rằng ở đây không tiện mời đại phu cho con bé vì bà cũng đã lớn tuổi rồi, không thể bôn ba nên để ta đi một chuyến, vốn là phải đến sớm một chút, nhưng đang gần cuối năm, việc vặt trong phủ cũng nhiều, hiện tại ta mới tới được, bùi thị chỉ vào mấy hộp gấm mang theo, cái này là mẫu thân bảo ta mang tới cho các ngươi, biết đại tẩu cùng ninh thích ăn hoa quả khô nên mang đến chút ít, còn nữa, khí trời vào lạnh, mẫu thân sợ các ngươi không mang theo y phục đầy đủ, bà dặn ta mang thêm ít gấm vóc tới, bùi thị cười ôn hòa. Lý Vân Nương nhàn nhạt nói, đã khiến mọi người phí tâm bùi thị vừa cười vừa nói người một nhà còn nói lời khách khí làm gì đại tẩu cùng ninh nhi ở đây xa nhà những thứ này đều là nên mang đến trong lòng tự không cho là đúng liền dừng lời mình đã nhiệt tình nói chuyện lý vân nương lại bày ra vẻ mặt nhàn nhạt nếu không phải vì để con trai có thể thuận lợi lên làm hầu phủ thế tử nếu không phải trong tay lý vân nương đang nắm một đống tiền thì nàng sẽ không tới đây ăn nói khép nép như thế trong lòng bùi thị không thoải mái nhỉ, nhưng trên mặt không lộ ra nửa điểm biểu cảm. Vì tiền đồ của con trai, vì muốn tương lai con trai có thể tiếp trưởng một hầu phủ vinh hoa phú quý, bùi thị đành phải chịu đựng, cũng chỉ có thể chịu đựng. Làm khó để mọi ngươi tự mình đi một chuyến khổ cực. Lý Vân Nương cười, bất quá, thôn trang cái gì cũng không thiếu, nếu thiếu gì chỉ cần cho người vào thành một chuyến mua là được, y phục mùa đông hiện tại cũng đầy đủ, về phần đồ ăn vặt, Thái Dương Ninh Nhi đang bị thương, phải ăn kiêng. Ta xem những thứ này hay là để muội mang về đi, sắp năm mới, sẽ có nhiều khách đến, cũng phải khen thưởng nhiều, trong phủ có lẽ cần dùng nhiều hơn. Lý Vân Nương biết rõ bùi thị cùng lão phu nhân lần này chuẩn bị đánh bài thân tình để nàng hồi tâm chuyển ý, cho nên tự nhiên càng không muốn nhận bất kỳ vật gì. Tuy nàng là bông vải nhu nhưng không nhu nhược. Một bước ra đi này, kiên quyết sẽ không quay đầu lại. Sau khi cùng cách, chỉ sợ nàng và người thẩm gia sẽ như nước với lửa, thế bất lưỡng lập. Hôm nay nên ngăn cách rõ ràng, miễn cho đến lúc đó dây dưa không rõ. Bông vải nhu, bông vải mềm bùi thị nghe ra được ý tứ trong lời Lý Vân Nương, nhưng đồ đều đã đưa đến, làm gì có chuyện mang về. Nếu mang về, lão phu nhân còn không đem mình ra giáo huấn. Hơn nữa, mặc kệ lão phu nhân phản ứng thế nào, chính mình cũng không thể mang đi rồi lại sách về như vậy. Bùi thị cười nói, đại tẩu, tẩu nói cái gì vậy? Đây đều là cố ý đưa tới cho tẩu cùng Ninh Nhi, sao có thể mang về? Nếu ta mang về chẳng phải sẽ bị mẫu thân trách cứ ta hành sự bất lực sao? Đại tẩu thương ta đi. Lý Vân Nương cười cười, ngoảnh mặt ngắm mặt trời phía ngoài, hỏi, đến đây vào lúc này, chắc là các ngươi rời phủ từ sáng sớm phải không? Đã ăn cơm trưa chưa? Nghe Lý Vân Nương chuyển đề tài, không nói đến chuyện mang đồ về, bùi thị thở vào nhẹ nhõm, trả lời, trên đường đi ta có chuẩn bị một chút lương khô ăn lót bụng rồi. Chắc là đói bụng lắm, Lý Vân Nương gấp rút nghiêng đầu phân phó người, thu bội, người xuống bảo phòng bếp mau xào chút thức ăn mang đến cho phu nhân cùng nhị tiểu thư. Ta không sao, chỉ sợ thanh vũ tuổi còn nhỏ không chịu được đói, bùi thị nói. Ăn điểm tâm trước đi, thanh ninh sai trà mai đem điểm tâm đến, đẩy về phía thẩm thanh vũ. Thẩm thanh vũ vội vàng lắc đầu, mẫu thân, đại tỷ tỷ, con không đói bụng, con đã ăn lương khô lót bụng cùng nhị thẩm rồi. Vậy thì chờ một chút nữa rồi ăn cơm, Lý Vân Nương nói, đồ ăn đều là đồ thu hoạch tại thôn trang, có hơi chậm trễ sẽ khiến hai người chờ lâu một chút. Đại Tẩu nói quá lời. Bùi thị cười. Nhìn thái độ khách khí xa cách của Lý Vân Nương, trong lòng Bùi thị gấp như trống đánh, trời cũng đã muộn, hôm nay chỉ sợ không kịp về, đêm nay phải quấy rầy Đại Tẩu rồi. Quấy rầy gì chứ, Lý Vân Nương cười quay đầu phân phó thu tú đi chuẩn bị sương phòng. Bùi thị thăm hỏi cuộc sống của Lý Vân Nương cùng Thanh Ninh tại thôn trang, sau đó đảo mắt quan sát đồ đặt gia dụng cùng bài trí trong phòng nghỉ, nói, ta thấy thôn trang thật tốt, phong cảnh không tồi, trước mặt có Bạch Vân Am, sau lưng lại dựa vào núi. Đồ sứ ánh nhuận như tuyết, hoa văn trên mặt sống động như tranh, bình phong tinh mỹ, bàn ghế gia dụng đều là gỗ hoa lê, song cửa sổ treo vải sa châu, không có chỗ nào không tinh xảo, vừa ấm áp thanh nhã vừa lộ ra vẻ xa hoa bùi thị càng thêm quyết tâm không thể để lý vân nương và thẩm phong cùng cách bùi thị cười không mắt sơn linh tú thủy đẹp thế này nếu không phải hôm nay bọn lão ngủ muốn đi thư viện ta thật muốn mang chúng đến đây vui chơi một chút ngày nào cũng ở trong phủ khiến huynh để chúng nó buồn bực không ít thanh ninh không khỏi buồn cười thông trang này của mẫu thân ngược lại nhị thẩm nói chuyện như thể là chủ ở đây bùi thị nói xong chợt cảm thấy thất thố liền cười với lý vân nương nếu đại tẩu không chê huynh để chúng nó bướng bỉnh lần sau xin đại tẩu đồng ý cho ta mang chúng nó tới đây vui đùa một chút lý vân nương uyển chuyển cự tuyệt việc học hành của bọn nhỏ quan trọng hơn gần đây khí trời cũng lạnh hay là chờ sau này hãy nói nụ cười trên mặt bùi thị cứng đờ gật đầu đại tẩu suy nghĩ chu đáo thời tiết đang lạnh vạn nhất bị nhiễm lạnh cũng không hay thẩm thanh vũ thấy bùi thị nói chuyện vòng vo một câu vào chủ đề chính cũng không nói liền buông chén trà trong tay đứng dậy hướng lý vân nương quỳ xuống mẫu thân kể từ ngày mẫu thân cùng đại tỷ tỷ đi khỏi nhà tổ mẫu liền trà không nhớ cơm không nghỉ cả ngày đều lo lắng phụ thân thì mặt mày ủ dột nữ nhi thấy mà lo lắng vô cùng cho nên hôm nay đặc biệt cầu xin tổ mẫu cho nữ nhi được đi theo nhị thẩm trước là mang đồ ăn cùng đồ dùng đến sau là van cầu mẫu thân ngài cùng đại tỷ tỷ mau sớm trở về rốt cuộc là tuổi còn nhỏ thiếu kiên nhẫn thanh ninh nhàn nhạt nhìn lướt qua thẩm thanh vũ lý vân nương nhẹ nói ngươi trước đứng lên đi thấy sắc mặt lý vân nương thẩm thanh vũ hơi nhếch môi đành phải đứng lên Vâng mẫu thân bùi thị trừng mắt liếc thẩm thanh vũ nghiêng đầu cười với lý vân nương đại tẩu phu nhân thức ăn đã chuẩn bị xong bày ở chỗ này hay là ở trong phòng ăn ạ à? thu bội đi đến hỏi bùi thị đành phải thu lại lời nói bày ở đây đi Lý Vân Nương đáp. Vâng, thu bội trả lời rồi đi đến cửa phân phó một tiếng, lát sau nha đầu bà tử bưng thức ăn nối đuôi nhau tiến vào. Ăn cơm xong, người hầu đến dọn dẹp bát đũa rồi lên trà thêm lần nữa, bùi thị uống hai hớp trà, cười cười nhìn thanh ninh và thẩm thanh vũ, tỉ muội hai người lâu ngày không gặp, nên cùng nhau đi trò chuyện tâm tình chút đi. Ý là muốn nàng cùng thẩm thanh vũ rời khỏi đây. Thanh ninh ngước mắt nhìn thẩm thanh vũ, nàng cùng nàng ta có cái gì mà tâm tình trò chuyện đi đi mặt trời sắp lặn con đưa thanh vũ đi dạo trong sân một chút lý vân nương nói với thanh ninh thanh ninh gật đầu dẫn theo thẩm thanh vũ ra ngoài chờ thanh ninh cùng thẩm thanh vũ đi khỏi bùi thị nhìn lý vân nương nói đại tẩu mẫu thân và hầu gia hiện tại quả như lời thanh vũ vừa nói ta cũng không muốn nói chiều thời gian này không khí trong phủ cũng rất trầm thấp phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành huống chi là vì một tiện thiếp không leo nổi lên mặt bàn chu di nương kia cũng đã chết rồi đại tẩu ngươi cũng đừng có giận nữa vì một tiểu thiếp như vậy không đáng thời tiết càng ngày càng lạnh sắp đến lúc giá rét lễ mừng năm mới cũng gần tới rồi lần này ta đến kỳ thật là đặc biệt tới đón đại tẩu cùng ninh nhi hồi phủ tiện thiếp không leo nổi lên mặt bàn lý vân nương cười nhạt trong tiếng cười mang vài phần trào phúng đệ muội sự việc hôm đó ngươi cũng thấy rõ ràng chính vì một tiện thiếp như vậy thẩm phong thiếu chút nữa muốn lấy mạng ninh nhi điều này cũng dễ nói hầu gia tính tình hay nổi nóng khó tránh khỏi sẽ làm ít chuyện manh động đại tẩu tẩu từ trước đến nay vô cùng thiện tâm chuyện ngày đó đã tra ra manh mối chu di nương ác động kia cũng phải chịu báo ứng rồi ai da thực sự là báo ứng đó nàng ta sát hại con mình hôm đó sau khi tẩu cùng ninh nhi rời đi nghe nói nàng ta bị rong huyết máu chảy đầy đất rốt cuộc bỏ mạng chật chật thật sự là ác hữu ác báo tự làm tự chịu nói đến chu mi bùi thị không khỏi thổn thức một phen sau đó mới trở về vấn đề chính tiếp tục khuyên lý vân nương đại tẩu xin tẩu bất giận hầu gia hầu gia trong lòng đã hối hận vô cùng ninh nhi là cốt nhục ruột thịt của hắn tục ngữ có câu con bị đánh cha mẹ đau lòng bùi thị nói rất chân thành chỉ hận không thể nói năng khéo léo hơn được nữa lý vân nương khí định nhàn nhã uống trà đợi bùi thị nói xong mới buông chén trà trong tay xuống nhìn bùi thị đệ muội ta và ngươi vài chục năm chị em dâu, hôm nay ta sẽ nói trắng với ngươi, ta biết ngươi tới đây là làm thuyết khách, nhưng đã khiến ngươi thất vọng rồi, phải ra về tay không. Ngày mai ngươi về nói với hầu gia và lão phu nhân, không cần tới khuyên ta nữa, ta đã hạ quyết tâm, chắc chắn sẽ không thay đổi. Đại tẩu, tẩu nói nhảm gì vậy? Bùi thị cười nói. Lý Vân nương yên lặng nhìn Bùi thị một hồi, thấy nụ cười trên mặt Bùi thị không đổi mới mở miệng nói, không phải là nói nhảm từ trước tới nay ta chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. nói xong khẽ mỉm cười. có phải đệ mùi sợ ta với hầu gia cùng cách sẽ khiến chuyện mà ngươi hy vọng mấy năm qua đổ sông đổ bể không? đột nhiên bị nói trúng tâm tư, sắc mặt bùi thị đỏ lên. đại tẩu nói đùa. nhưng lý vân nương vẫn cười. đã hiểu rõ lòng dạ nhau, cần gì giả bộ. bùi thị liền nói, đại tẩu, tẩu cũng biết trong kinh thành hiện giờ đang đồn đại cái gì. năm nay ninh nhi bước sang tuổi 14 nó lại mới lui hôn với tống thế tử, đại tẩu, coi như là vì ninh nhi mà nghĩ, tẩu cũng nên hồi phủ. Đã nói chuyện thẳng thắn với thanh ninh, trong lòng Lý Vân Nương rất rõ suy nghĩ của nữ nhi, đối với lời nói của Bùi Thị, nàng chỉ nhàn nhạt đáp, con cháu tự có phúc của con cháu, ninh nhi cũng đã trưởng thành, nó có suy nghĩ của nó, thị phi trắng đen, tự nó nhận thức được rõ ràng. Hơn nữa, tương lai nếu tân phu nhân vào cửa cũng cần có thời gian đứng vững chân, không phải nhất thời có thể làm chủ, đệ mùi ngươi chẳng phải đã sống ở hầu phủ vài chục năm còn sợ đấu không lại một tiểu cô nương mới vào cửa bùi thị nghe vậy liền bưng chén trà lên uống lúc mới đến đây bùi thị vốn có vài phần nắm chắc ngày mai sẽ đưa được mẹ con lý vân nương và thanh ninh cùng nhau hồi phủ nhưng mà chị em dâu vài chục năm đây là lần đầu tiên bùi thị nhìn thấy lý vân nương cố chấp khách khí bất hòa như thế đến nước này bà ta cũng đã hiểu rõ dù dùng lời nói hay đối sách gì cũng không thể thay đổi được ý của Lý Vân Nương. Bùi thị không khỏi có chút bực mình. Ánh mặt trời ấm áp rơi trong sân. Thanh Ninh dừng bước, xoay người quay đầu lại nhìn thẩm thanh vũ. Nàng ta mặc áo nhỏ màu lam, váy áo ngoài cùng màu, tà áo và chân váy theo nhiều bó hoa tường vi nở rộ, điểm giữa những bó hoa là vài đóa trâm hoa màu vàng, lộ mỏng che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt yêu kiều dáng người nhỏ nhắn mềm mại vừa thấy đã thương cộng thêm chiếc khăn che trên mặt so với trước kia lại càng thêm vài phần xinh đẹp thần bí khi thanh ninh nhìn thẩm thanh vũ cũng là lúc nàng ta ngắm nhìn thanh ninh tóc đen như mây da thịt thắng tuyết đôi mắt hắc bạch phân minh sắc như nước hồ thu cẩm y màu hồng hải đường ánh mắt thẩm thanh vũ từ từ dời về phía vết thương để lại sẹo nhạt trên thái dương thanh ninh trong lòng thầm hận lần đó sao không đâm chết nàng luôn đi Thanh Ninh thoáng nở nụ cười, giữa ngươi và ta cũng không có chuyện gì để nói, ta tìm nha đầu dẫn ngươi về sương phòng. Hai tròng mắt Thẩm Thanh Vũ lập tức có hơi nước quanh quẩn, cúi đầu ôm nhu nói, đại tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp, trò chuyện chút đi. Trò chuyện? Có lời gì để nói? Khóe miệng Thanh Ninh nở nụ cười sâu hơn, đột nhiên đưa tay ra kéo chiếc khăn lụa mỏng che mặt của Thẩm Thanh Vũ xuống, lộ ra vết sẹo dữ tợn trên gương mặt trắng nõn, thấy mà giật mình. Thẩm Thanh Vũ hét lên, kinh hoảng lấy khăn tay che sẹo lại, nước mắt đảo quanh, "A, à, đại tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì?" "Không làm gì hết." "Lần trước nếu không phải ta mạng lớn thì hôm nay người bị hủy dung là ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua, coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?" Thanh Ninh lắc đầu, "Chúng ta còn có thể nói chuyện với nhau sao?" "Đại tỷ tỷ, đều là do di nương của ta không tốt." Thẩm Thanh Vũ nghẹn ngào. "Di nương của ngươi không tốt?" chuyện này rốt cuộc là ai làm trong lòng ta và ngươi đều rất rõ ràng ánh mắt thanh ninh nghiêm nghị di nương của ngươi chết nàng là vì đỡ tội thay ngươi thẩm thanh vũ buổi tối ngươi có thể ngủ được sao buổi tối ngươi không gặp ác mộng sao sắc mặt thẩm thanh vũ trắng nhật lắc đầu đại tỷ tỷ ta không hiểu ngươi nói thế là có ý gì ta biết là di nương của ta không tốt ngày đó người bị thương là ta hơn nữa di nương của ta cũng đã bị trừng phạt xứng đáng đại tỷ tỷ ngươi đừng giận nữa có được không ta không có độ lượng như vậy thanh ninh cười nhạt đem khăn lộ trong tay trả lại cho thẩm thanh vũ về phần lời nói của ta có ý gì trong lòng thẩm thanh vũ ngươi chắc chắn tự hiểu đại tỷ tỷ di nương đã không còn ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho nàng tha thứ cho ta muốn ta quỳ xuống cầu xin ngươi mới bằng lòng tha thứ sao thẩm thanh vũ cầm khăn lộ che lại mặt đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn thanh ninh nói xong liền hướng thanh ninh định quỳ xuống thanh ninh nở nụ cười nhưng nửa điểm cũng không ngăn cản ý tứ của thẩm thanh vũ thẩm thanh vũ nhất thời lúng túng không quỳ không được nhưng chính mình lại không muốn quỳ đại tiểu thư nhị tiểu thư hôm nay bị thế này đã rất đáng thương van cầu ngài không cần làm khó nàng tuyết lan đứng sau lưng thẩm thanh vũ quỳ xuống năn nỉ nô tỳ thay nhị tiểu thư dập đầu van cầu đại tiểu thư không nên làm khó nhị tiểu thư nhanh như vậy đã chủ tớ tình thâm rồi thanh ninh quét mắt liếc tuyết lan thừa lạnh ngươi nói cái gì tuyết lan sửng sốt lập tức cầu xin đại tiểu thư tha mạng là muội muội quản giáo người dưới không tốt kính xin đại tỷ tỷ tha thứ thẩm thanh vũ hướng thanh ninh khẽ quỳ gối ngược lại là ta không phải đã làm khó dễ chủ tớ các ngươi thanh ninh nhìn hai người trào phúng cười một tiếng thẩm thanh vũ quát tuyết lan ngươi còn không lui xuống tuyết lan gấp rút bò dậy lui lại mấy bước xa đại tỷ tỷ là muội muội sai rồi muội muội nhận lỗi với ngươi thẩm thanh vũ kính cẩn thi lễ một cái đứng dậy nhíu mày nói với thanh ninh đại tỷ tỷ tổ mẫu phụ thân và chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi với mẫu thân ngươi nên hảo hảo khuyên mẫu thân sớm trở về nhà thanh ninh cười khẽ thẩm thanh vũ trong lòng ngươi chỉ sợ là hận không thể khiến ta và thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ mới phải chứ ngươi được nuôi dạy bên cạnh tổ mẫu nếu ta cùng thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ ngươi sẽ được trở thành con gái lớn của thẩm gia thân phận so với bây giờ càng thêm cao quý tuy là thứ nữ nhưng nếu chiếm được vị trí trưởng nữ so với những thứ nữ bình thường cũng tôn quý hơn chút ít thẩm thanh vũ nắm chặt tay ngoài miệng lại nói đại tỷ tỷ ta chưa từng nghĩ như thế chưa từng nghĩ như thế vậy sau này nghĩ là được rồi nàng thường xuyên ở bên cạnh lão phu nhân ít nhiều đều có thể sáng tối khuyên bảo lão phu nhân một chút cái vị trí này thật hấp dẫn thẩm thanh vũ nhất định sẽ dùng hết sức lực để thuyết phục. Thanh ninh nhếch môi cười, nghiêng đầu phân phó Ngọc Trâm, Ngọc Trâm, mau dẫn nhị tiểu thư đến sương phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, tiểu thư. Ngọc Trâm đáp, hướng thẩm thanh vũ quỳ gối, nhị tiểu thư, mời đi theo nô tỳ. Thẩm thanh vũ không đầu gối hành lễ với thanh ninh rồi đi theo Ngọc Trâm về sương phòng, bước hai bước liền quay đầu nhìn lại thanh ninh. Thanh Ninh cùng Lý Vân Nương không muốn nói nhiều đến chuyện này nên cơm nước xong, bùi thị và thẩm thanh vũ đành phải về sương phòng nghỉ ngơi sớm hôm sau hai người bọn họ dùng điểm tâm xong liền cáo từ lên xe ngựa về thành trên đường đi hai người đều có đâm chiêu riêng vào thành bùi thị để thẩm thanh vũ hồi phủ trước còn nàng thừa dịp sắc trời vẫn sớm liền vội đến nhà mẹ đẻ ở bùi phủ sao con lại về đây lúc này có chuyện gì gấp không bùi giang thị nhìn thấy bùi thị trở về nhà mẹ đẻ thì vô cùng nghi hoặc thấy nét mặt con gái có chút mệt mỏi liền hỏi sắc mặt con không tốt, đã xảy ra chuyện gì không hay sao? Không có chuyện gì, bùi thị khoát tay áo, mẫu thân, con mới ở ngoài thành về, còn chưa được ăn cơm nữa. Làm gì mà giờ này còn chưa ăn cơm? Con ra khỏi thành sao lại không để ý thời gian vậy? Bùi Giang Thị vừa phân phó bà tử đi chuẩn bị đồ ăn vừa nói, đang thời điểm cuối năm, con phải giúp mẹ chồng quản lý công việc vặt, sao lại có thời gian ra khỏi thành? Mẫu thân, đợi lát nữa con sẽ nói chi tiết cho ngài bùi thị nói ừ con nghĩ chút đi bùi giang thị cũng không gấp lấp đầy bụng xong bùi thị ngẩng đầu nhìn nha đầu bà tử trong phòng bùi giang thị quét mắt nha đầu bà tử đều lui xuống chuyện gì mà thần thần bí bí vậy có liên quan đến đại tẩu của con sao vâng có liên quan đến nàng ta bùi thị gật đầu hôm qua con thỉnh mẫu thân cho con đến khuyên bảo đại tẩu vốn là muốn hôm nay đón nàng ta cùng đại điệp nữ trở về thế nào không hoàn thành, Bùi Giang Thị gấp rút truy vấn. Ai da, con thấy lần này tâm đại tẩu sắt đá rồi, hầu gia nếu không dỗ dành tốt, e là đại tẩu sẽ không dễ dàng hồi phủ. Bùi Thị nói, đại tẩu cũng thật là, nói nháo liền nháo, còn nháo đến trời nhà bỏ đi, muốn hòa ly, chuyện này là sao chứ? Đại tẩu con ngày thường là một người ôn nhu, những người như vậy khi gặp chuyện thì ý chí đứng lên càng quyết tâm, Bùi Giang Thị cảm thán, tuy là gia hòa vạn sự hưng, con là em dâu, nếu khuyên được thì khuyên, nhưng cũng đừng xen vào quá nhiều, đây là chuyện của hai vợ chồng bọn họ, để họ tự giải quyết, không lại thành ra kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mưu tính nhiều năm sẽ lợi bất cập hại. Những gì Bùi Thị tính toán, trong lòng Bùi Giang Thị cũng đã biết. Cái này con hiểu, con cùng nàng ta vài chục năm chị em dâu, con biết rõ tính tình của nàng ta, Bùi Thị gật đầu, thân thể khẽ nghiêng về phía Bùi Giang Thị, mẫu thân, đêm dài lắm mộng, chúng ta cần sớm đem chuyện cháu trai trong nhà cùng đại điệp nữ định xuống mẫu thân không biết đâu con thấy bài trí trong thôn trang thượng kia đều vô cùng tinh xảo trong tay đại tẩu đang có toàn bộ tài sản của lý gia trước đây mà nàng ta chỉ có một ninh nha đầu là nữ nhi cưới được ninh nha đầu còn không phải như rước được thần tài vào nhà bùi giang thì cười tươi như một bông cúc nở rộ gần đây ta cũng đang suy tính chuyện này ta vốn muốn dẫn mấy đứa cháu trai đi qua thăm nhà thông gia nhưng đại tẩu cùng đại điệp nữ của con đều không có nhà, đi cũng vô ích. Bùi Giang Thị lóe mắt nhìn về phía Bùi Thị, con có chủ ý gì hay sao? Bùi Thị gật đầu, lần này con đi thôn trang, cố ý xem xét một chút, phía đông thành tuy có nhiều thôn trang của nhà quý nhân nhưng cũng cách khá xa, ngược lại cho chúng ta có cơ hội hạ thủ. Bùi Giang Thị thấp giọng hỏi, ý của con là gạo nấu thành cơm. Bùi Thị cười gật đầu, vâng, hiện tại đã không còn gì để mất thôn trang thượng kia chỉ có hai chủ tử là đại tẩu và ninh nha đầu còn lại đều là nô tài bùi giang thị trầm ngâm một phen gật đầu xác thực là cơ hội tốt nhưng mà có đại tẩu con ở đó việc này chỉ sợ khó thành nàng ta có nhiều cửa hàng cần quản lý lại đang cuối năm chuyện cần làm khẳng định rất nhiều hơn nữa chẳng phải nàng ta muốn cùng cách sao bùi thị cười đến âm hiểm hầu gia đã đến thôn trang một lần lúc trở lại sắc mặt không tốt lắm sau đó cũng không tới nữa gần đây hầu gia bận công vụ chuyến đi lần này cũng tốn công phu một ngày cưỡi ngựa con sẽ nghĩ biện pháp để hầu gia hẹn đại tẩu vào thành đến lúc đó đến lúc đó thôn trang thượng chỉ còn một mình ninh nha đầu ở lại bọn họ thừa dịp mà vào đem nàng gạo nấu thành cơm cô nam quả nữ ở lại thôn trang một đêm chuyện này xảy ra lý vân nương cùng thanh ninh chỉ còn nước gật đầu chấp thuận con thật cơ trí bùi giang thị cười đến vui vẻ nở nụ cười một hồi chuyện này nên để ai đi mới tốt. Bùi thị châm trước một phen nói, con cảm thấy hạo lâm tốt nhất. Bùi hạo lâm 17 tuổi, là con thứ của đại ca bùi thị, đứng hàng thứ ba, bộ dạng tuấn tú lịch sự, phong lưu tuấn lãng. Cái này, bùi giang thị nhíu mày. Đứa trẻ này tương lai là người trợ giúp trưởng tôn gánh vác cả môn hộ bùi phủ. Bùi giang thị trong lòng có chút không muốn, bùi hạo lâm là người tài tuấn, ở bùi phủ này, trong số mấy đứa cháu trai hắn xuất chúng nhất so với huynh trưởng bùi vũ lâm trưởng tử đích tôn của bùi phủ hắn còn ưu tú hơn vài phần trong lòng bùi giang thị cùng con trai đều có dự định tìm cho hắn một mối hôn sự thượng hạng tương lai con đường làm quan trọng mở hỗ trợ bùi phủ nhưng mà thẩm gia đại tiểu thư nàng ta không có huynh đệ lại là người bên nhà thông gia đã từng lui hôn hôm nay cha mẹ nàng ta còn đang huyên náo muốn hòa ly trong mắt bùi giang thị thẩm đại tiểu thư không xứng với đứa cháu nội ưu tú của bà ta. Cho nên không thể để Hạo Lâm cưới thẩm đại tiểu thư. Xứng với Hạo Lâm phải là những tiểu thư khuê cát. Bùi Thị thấy sắc mặt do dự của Bùi Giang Thị, liền nói, mẫu thân, Bùi Phủ về sau giao vào tay Vũ Lâm, Hạo Lâm và Vũ Lâm là anh em ruột thịt, nếu Hạo Lâm cưới nên nha đầu, tương lai vẫn có thể trợ giúp được huynh trưởng. Mẫu thân, thứ cho con nói lời bất hiếu, đến lúc lão nhân gia ngày trăm tuổi, nhị ca cùng tam ca tương lai có lẽ sẽ rời đi mở phủ riêng chỉ còn lại đích tôn là tốt với ngài những kẻ khác sau khi rời khỏi đây đích tôn giúp đỡ bọn họ là nghĩa bất dung từ hơn nữa ngài cũng biết nhị tẩu tam tẩu hai người bọn họ kiến thức hạn hẹp mũi nhỏ mắt ti hí chỉ lo trừng mắt nhìn mũi sống qua ngày nếu cưới một nàng dâu có tiền như ninh nha đầu về chẳng phải là ngài có thể nắm nó trong lòng bàn tay hay sao bùi giang thị lặng yên hồi lâu gật đầu con suy tính cũng chu đáo Nói xong thở dài một hơi, chỉ là đã ủy khuất đứa nhỏ Hạo Lâm này. Hạo Lâm, đứa nhỏ này hiếu thuận, nó sẽ hiểu, tương lai nó sau này thăng chức rất nhanh, đến lúc đó nạp cho nó vài nàng dâu vừa ý ngài là được. Chuyện này ta sẽ bàn lại cùng đại ca và đại tẩu con. Bùi Giang Thị nói. Vâng, đợi bên kia có tin tức, con sẽ phái người đến báo cho mẫu thân, Bùi Thị đáp, giờ con phải về rồi. Từ, về đi, đi đường cẩn thận bùi giang thị đứng dậy mẫu thân dừng bước bùi thị hành lễ cáo từ trưởng nữ hầu phủ nếu lần này thẩm thanh ninh đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ mình sẽ trở thành hầu phủ trưởng nữ lời hôm qua thanh ninh nói thoáng hiện lên trong đầu thẩm thanh vũ thẩm thanh vũ nhíu lông mày trầm tư trước đó không lâu kiến an hầu phu nhân trương thị đã đến nói chuyện với tổ mẫu về việc của nàng và tống thế tử chủ mẫu tống gia sau này là quận chúa nếu nàng lấy thân phận trưởng nữ hưng ninh hầu phủ gả vào quận chúa đương nhiên sẽ cho nàng vài phần thể diện không thể phủ nhận lời nói của thẩm thanh ninh thật sự rất có sức dụ dỗ nhưng mà làm thế nào để khuyên được tổ mẫu cả đêm qua thẩm thanh vũ nghĩ mãi vấn đề này trong phủ nàng chỉ có thể dựa vào tổ mẫu làm sao để tổ mẫu đối với lời của nàng nói gì nghe nấy đây nhị tiểu thư canh giờ đã qua giữa trưa Ngài có muốn ăn cơm ở ngoài rồi hồi phủ sau không? Tuyết Lan sốt màn xe nhìn thoáng qua phía ngoài, quay vào hỏi Thẩm Thanh Vũ. Trong lòng Thẩm Thanh Vũ đang rối bời, nào còn tâm tư ở bên ngoài ăn cơm, liền lắc đầu, không cần, trực tiếp hồi phủ đi. Đúng rồi, lát nữa đến tiệm thuốc dừng lại một chút. Nhị tiểu thư không thoải mái ở đâu sao? Tuyết Lan hỏi. Không có. Khó có dịp ra ngoài một chuyến, mấy ngày nay tổ mẫu loay hoay chân không chạm đất thời tiết này càng dễ bị nhiễm lạnh, ta thấy gần đây tổ mẫu hay ho khang, qua đó mua cho tổ mẫu chút thuốc ho rồi về, thẩm thanh vũ nói. Nhị tiểu thư thật hiếu thuận, ra cửa còn nhớ tới lão phu nhân, tuyết lan cười khen một câu, sau đó xốc màn xe phân phó phu xe chạy đi. Nhị tiểu thư, đã đến tiệm thuốc. Thẩm thanh vũ vén màn che bước xuống, đi hai bước đột nhiên dừng lại, xoay người dặn tuyết lan, ta tự vào được rồi, ngươi ở đây chờ ta. Vâng, nhị tiểu thư. Lúc này Thẩm Thanh Vũ mới tiếp tục đi vào trong tiệm thuốc. Trở về phủ, Thẩm Thanh Vũ dẫn theo Tuyết Lan tới đào nhiên cư. Đi đến khóng trúc, đột nhiên phía sau cây lóe ra một thân ảnh, nhị tiểu thư. Thẩm Thanh Vũ sợ hết hồn, Tuyết Lan bị dọa thiếu chút nữa đem thuốc trong tay vứt đi, hai người định thần nhìn lại, hóa ra là tử yên. Tư thái diêm dúa, vẻ mặt lại tiều tụy vô cùng, ngày thường nàng ta mang một đôi mắt lấp lánh nhưng hôm nay một tia sáng cũng không có dưới mắt là một quần bầm đen trong mắt đầy tia máu đỏ cả người thoạt nhìn hết sức mệt mỏi không chịu nổi tuyết lan liền sụ mặt xuống tử yên cô nương ngươi đột nhiên chạy đến như vậy đúng là dọa chết người sau khi chu mi chết tử yên mất chủ tử thẩm phong liền đem nàng tới cạnh mình cho nàng làm hạ nhân hầu hạ trong thư phòng chính thức bị thẩm phong thu thành nha hoàng thông phòng đã quấy nhiễu nhị tiểu thư thỉnh nhị tiểu thư thứ tội tử yên quỳ xuống thẩm thanh vũ nhíu mày nghiêm khắc nói tử yên cô nương hôm nay ngươi đã là người trong phòng phụ thân sao lại làm ra chuyện khiến người khác kinh hãi như vậy may mắn hôm nay là ta nếu vạn nhất ngươi hù đến tổ mẫu lão nhân gia để xem phụ thân có lột da ngươi không đứng lên đi nhị tiểu thư nô tỳ không cố ý tử yên vẫn không đứng dậy quỳ trên mặt đất cầu khẩn nhị tiểu thư mong ngài nghĩ biện pháp khoảng thời gian này nô tỳ vừa nhắm mắt lại liền mơ thấy ác mộng, trong mộng máu chảy đầm đìa, thật sự là quá kinh khủng. Nhị tiểu thư, ngài cứu ta. Tử yên cô nương nói nghe buồn cười, ngươi không ngủ được chẳng phải nên đến tìm đại phu. Tìm nhị tiểu thư làm cái gì? Nhị tiểu thư cũng không phải là đại phu, tuyết lan không khỏi trợn tròn mắt, tức giận nói. Thẩm thanh vũ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt kinh thường liếc tử yên, nở nụ cười thân thiện, tử yên cô nương đứng lên đi, Tuyết Lan nói đúng, cô không ngủ được nên tìm đến đại phu xem sao. Tử yên cô nương, chu di nương hung ác như vậy, sau này ngươi không cần nhắc đến nàng ta nữa, miễn cho phụ thân cùng tổ mẫu mất hứng, thẩm thanh vũ trầm giọng. Nhị tiểu thư, ngài cứu ta. Tử yên cấp tốc run rẩy kéo váy áo thẩm thanh vũ, che kính tia hồng trong mắt, tuôn một tầng hơi nước, cầu khẩn nói, nhị tiểu thư, cứu nô tỳ. Nô tỳ cảm thấy chu di nương âm hồn bất tán, nhị tiểu thư ngài từ bi, chi bằng ngài phái người đem phân cho trên người Chu Di Nương bỏ đi đi, nô tỳ thật sự là sợ chết, tử yên là người lén đem chuyện Chu Di Nương cùng trình ma ma nói về tề quốc công thế tử kể cho nhị tiểu thư. Cũng chính nàng ngày ngày đều một năm một mười báo lại cho nhị tiểu thư về thần sắc của Chu Di Nương, nàng ta lúc mặt mày hàm xuân ra sao, lúc thần sắc hốt hoảng thế nào. Cho nên sau khi Chu Di Nương chết, nhị tiểu thư nói tiện nhân lẳng lơ dâm loàn thật sự đáng giận, sai nàng len lén đem phân cho nhét vào trong miệng, mũi, lỗ tai của Chu Di Nương. Thế nhưng cảnh tượng máu chảy đầy đất quá mức kinh tâm, nhắm mắt lại tử yên vẫn có thể hồi tưởng ra. Ngày Chu Di Nương mất, khi bước ra khỏi phòng của Chu Di Nương cùng hầu gia, tử yên quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt oán hận, không cam lòng cùng hối hận của Chu Mi. Ánh mắt kia thật sự là quá mức đáng sợ. Từ đó về sau, tử yên không thể có nổi một giấc ngủ ngon, vừa nhắm mặt lại liền gặp ác mộng thẩm thanh vũ đạp tử yên một cước văn ra lạnh lùng nói ngươi không làm gì trái với lương tâm có cái gì phải sợ tiện nhân chu mi kia dám uy hiếp thẩm thanh vũ nói nếu không giúp nàng ta trộm khế ước bán thân nàng ta sẽ phá hỏng chuyện của nàng và tống thế tử chu mi đề phòng tử yên sợ tử yên bò lên giường phụ thân cho nên thời điểm thẩm thanh vũ tìm đến tử yên tử yên liền không do dự đáp ứng thông đồng với nàng loại tiện nhân lẳng lơ dâm loàng là người của phụ thân còn không ở yên trong nhà, lại dám nghĩ tới nam nhân khác. Hừ, dám uy hiếp nàng. Đã vậy, kể cả khi Chu Mi đã chết, nàng cũng muốn chặn phân cho vào miệng, mũi, tai nàng ta, biến nàng ta thành cô hồn giả quỷ. Coi như may mắn vào được luân hồi, kiếp sau cũng chỉ có thể làm xuất sinh, có miệng cũng không thể nói. Nhìn tử yên ngã ngồi dưới đất, thẩm thanh vũ nói, sau này ngươi không được tới tìm ta nữa. Nhị tiểu thư, cứu nô tỳ. Tử Yên đau khổ cầu xin, nàng có tư thái tốt, tướng mạo tốt, nhưng lá gan lại rất nhỏ. Tuyết Lan, cho nó hai lượng bạc, thẩm thanh vũ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Tử Yên, ngươi cầm bạc đến mời đại phu xem bệnh, để hắn cho ngươi một phương thuốc an thần, nếu ngươi vẫn chưa yên tâm thì lên miếu xin một đạo phù đi. Vâng, nhị tiểu thư. Tuyết Lan gật đầu, từ trong hà bao móc ra hai lượng bạc nhét vào tay Tử Yên. Thẩm thanh vũ không để ý tới Tử Yên nữa, dẫn theo tuyết lan rời đi. Tử yên run rẩy cầm bạc, trên mặt e ngại nhưng không dám đuổi theo, trong lòng tính toán xem nên đi tìm đại phu hay là đi xin đạo phù bây giờ. Tới đào nhiên cư, thẩm thanh vũ thỉnh an lão phu nhân, tổ mẫu, nhị thẩm nói có chuyện quan trọng cần trở về bên di tổ mẫu một chuyến, người bảo cháu gái về phủ trước. Lão phu nhân không để ý chuyện bùi thị về nhà mẹ đẻ, bà ta quan tâm đến kết quả đi thôn trang lần này của bùi thị và thẩm thanh vũ hơn mẫu thân ngươi cùng đại tỷ tỷ thế nào? Khi nào bọn họ trở lại? Tổ mẫu. Thẩm thanh vũ cúi đầu. Lão phu nhân vừa nhìn đã hiểu kết quả, liền khoát tay, được rồi, ngươi cũng đã mệt mỏi, trở về phòng nghỉ trước đi. Là cháu gái hành sự bất lực. Thẩm thanh vũ nói. Ai da, việc này sao có thể trách ngươi, trở về phòng đi. Lão phu nhân đáp. Vâng. Thẩm thanh vũ nhu thuận gật đầu, sau đó chỉ gói thuốc trong tay tuyết lan tổ mẫu đây là thuốc ho cháu gái mua cho ngài cháu giao cho thúy hương ngài nhớ uống đấy được trên mặt lão phu nhân thoáng hiện lên một tia vui vẻ gật đầu cười thẩm thanh vũ đem thuốc giao cho thúy hương nói qua phương pháp dùng sau đó mới dẫn theo tuyết lan trở về phòng lát sau bùi thị trở về phủ đem chuyện gặp lý vân nương kể lại cặn kẽ cho lão phu nhân lão phu nhân tuy biết rõ bùi thị cùng thẩm thanh vũ khó có thể đem lý vân nương cùng thanh ninh thỉnh trở về nhưng trong lòng vẫn lo âu phát hỏa nha đầu biết võ công khó tìm nữ tiêu sư hiểu võ mặc dù cũng khó tìm nhưng so với tìm nha đầu thì dễ hơn hơn nữa lý vân nương cũng không thiếu tiền chỉ qua mấy ngày thủ hạ của lý vân nương đã chọn được vài nữ tiêu sư thích hợp đưa đến thôn trang thượng sau đó lý vân nương cùng thanh ninh chọn ra được một vị gọi là đồng ánh tiêu sư ở lại Đồng ánh tiêu sư 27 tuổi, bộ dáng anh khí tỏa ra toàn thân. Lý Vân Nương vốn muốn đợi qua năm mới, khi khí trời mùa xuân ấm áp lên mới để thanh Ninh bắt đầu luyện tập, nhưng thanh Ninh không sợ lạnh, kiên trì muốn học ngay. Lý Vân Nương mặc dù lo lắng trời lạnh, nhưng lại không lay chuyển được thanh Ninh, đành phải theo ý nàng. Thế nên mới sáng sớm thanh Ninh đã đi theo Đồng ánh học kiến thức cơ bản. Thoáng một cái nửa tháng trôi qua, Thẩm Phong phái người hầu cận đưa đến một hàm sách nói muốn cùng Lý Vân Nương bàn chuyện một chút, gần cuối năm nhiều việc nên đề nghị Lý Vân Nương về thành gặp mặt. Vừa vặn Lý Vân Nương cũng có chuyện cần xử lý, liền đáp ứng. Lý Vân Nương dặn dò người làm một phen, lại quay sang nói với Thanh Ninh, ta đi sớm về sớm, sẽ cố gắng không ở lại qua đêm trong thành, bất quá cũng chưa dám chắc được, con nhớ phải cẩn thận. Vâng, Thanh Ninh gật đầu, tiễn Lý Vân Nương ra đến cửa. Màn đêm thâm trầm, Lưu Nhị Quý cùng Mã Trường Phúc giữ cửa, vừa sưởi ấm vừa trò chuyện. Đột nhiên đại môn vang lên mấy tiếng thùng thùng. Trễ thế này rồi, không phải là phu nhân về đấy chứ. Lưu Nhị Quý đứng dậy nhấc đèn lồng đi ra ngoài. Cẩn thận chút, hỏi trước rồi hẳn mở cửa, Mã Trường Phúc cẩn thận. Lưu Nhị Quý gật đầu, cách cửa chính lớn tiếng hỏi, ai vậy? Hết phần 8, mời các bạn đón nghe phần 9.